Phu nhân, bà muốn nói đến đứa con ở Linh Vân Sơn phải không? Không ổn, không ổn đâu. Cái này là tội khi quân đấy. Sẽ liên lụy cả cổ tộc. Lão gia sẽ không đâu. Hoàng thượng ban hôn đó là đại tiểu thư phủ thừa tướng. Vân Hề cũng là đại tiểu thư. Nếu không được nữa thì để chúng nó nổi tên và thân phận cho nhau. Chị em chúng nó đều là khuê nữ phủ thừa tướng. Người ngoài sẽ không nhận ra sai sót gì đâu. Phu nhân nói cũng có lý. Cái này chúng ta cần phải tính chuyện lâu dài. Đúng rồi, ta không phải nữ nhân duy nhất của cha và mẹ, còn có một tỷ tỷ. Cái đứa phế vật bị đuổi ra khỏi nhà đó. Wow, không ngờ ở đây đẹp quá nha. Có thể nhảy vào hố lửa dạ phu phủ thay ta, xem như cũng có chút công dụng. Đại tiểu thư ơi, bây giờ tuyệt đối không được vén ra, đừng phá hỏng quy tắc. Khoan đã, để ta âm thầm quan sát một lát đi. Đại tiểu thư của tôi ơi, người muốn quan sát cái gì chứ? Bí mật. Phim được thuyết minh bởi tv2.org. Kết hôn thật phiền phức. Sáng sớm thức dậy bận rộn cả ngày, tôi đến còn không thể để người ta nghỉ ngơi. Bỗng mình ở đây đợi lâu như vậy. Này, ta nói này, phải ngồi đến khi nào vậy hả? Tiếp đến còn nghi thức gì nữa? Phu nhân, chuyện tiếp theo không thể nôn nóng ạ. Có ý gì đây? Đợi lát nữa ngài sẽ biết thôi ạ. Nghe thì thiếp trong phủ nói, thực sự dụng giáo của dạ vương gia rất lợi hại. Giáo rất sắc, vô cùng chuẩn. Các ngươi nói cái gì hả? Nửa đêm mà dạ vương gia còn luyện giáo sao? Không phải đâu ạ, bây giờ chắc vương gia đang tắm gội thay y phục. Vừa mới luyện xong mà, hôm nay kết hôn mà còn luyện cái gì chứ? Chẳng lẽ là một võ sĩ? Phu nhân không biết đó chứ, vương gia chúng tôi luyện võ mỗi đêm, chưa từng lơ là. Cho nên mới được gọi là dạ vương đó ạ. Này nói cái gì đó muốn chết sao? Sao mình lại quên mất vụ này chứ? Hay phân thường xuất giá mình cũng có thể cố gắng. Nhưng thật sự phải đối mặt với hắn ta, mình không muốn làm giả hết thật đâu. Tối nay vất vả cho ngươi rồi. Không phải chứ, sớm không đến muộn không đến lại đến được lúc này. Con gà này vừa mới rửa xong sao? Ừ, lông lần này cũng xử lý rất sạch sẽ. Được rồi, tới ngươi chuẩn bị làm món gì thế? Món khai vị tối nay là củ lông hí châu. Tiếp đến là lông phi phụng vũ. Món chính cũng chính là cao trào của tối nay. Bách điểu triều phụng. Hay lắm, hay quá. Hay đã em gái ngươi, hắn ta dám làm ta liền bẹp hắn đấy. Con gà này ta còn phải tìm thêm một ít nguyên liệu để chế biến nữa. Nấu một nồi thập toàn đại bổ thang. Gà, cái quái gì vậy? Đi rồi. Thỉnh dạ vương gia. Hôm nay bổn vương đến là muốn nói cho ngươi biết, ngươi đâu rồi? Nếu như không phải thánh mệnh không thể làm trái, dựa vào ngươi mà cũng xứng đáng bước vào dạ vương phủ của ta sao? Lão hồ ly thiên ngộ thiên này,
muốn lợi dụng quan hệ thông gia chính trị kiềm hãm bổn phương, thật là hy vọng hão huyền. Ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ đáng thương mà thôi. Nghe rõ đây, trong lòng bổn phương chỉ có Nam Tinh Nguyễn mới xứng làm phi của bổn phương. Nam Tinh Nguyễn, đúng rồi, ngươi đã thích trốn tránh. Vậy được, bổn phương cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Người đâu, gọi Tu Dung đến đây. Tối nay bảo cô ta dọn khỏi Sùng Đức Điện. Vậy phải dọn đến đâu ở ạ? Thanh U Cát. Vương gia vừa mới nói ở đâu chứ? Hình như là Thanh U Cát đấy. Phu nhân, người đừng quá đau buồn. Chắc vương gia đã uống sai rồi ạ. Đúng, ta là một quân cờ đáng thương. Ta chính là sao chổi của cha nương. Phu nhân, Vân Hề muốn biết lần này hai người đã vừa lòng chưa? Vân Hề thì rất vừa lòng đó. Cũng không cần hao tổn tâm trí nghĩ cách chiều chuộng với tên vương gia ngu xửng đó nữa. Mẫu thân, Vân Hề tự do rồi, cuối cùng cũng rời khỏi nơi xui xẻo đó. Đi gọi Tô Dung đến đây thôi. Đợi ta đã, ta cũng đi. Người tính không bằng trời tính, còn tưởng một mình chợ bốn sẽ thiệt thòi lớn, không nghĩ rằng ông trời lại thương mình như vậy. Chỉ cần có thể rời khỏi phủ thừa tướng thì sao cũng được. Tại sao khi nghe đến Thanh Đô Cát cả người ngươi đều như không khỏe vậy? Vì Thanh Đô Cát có linh hồn đó. Ở đây cũng không tệ nha, mặc dù không có Linh Vân Sơn tuyệt đẹp, nhưng mà cũng rất đẹp. Đây, vương gia các ngươi có cần nhỏ mọn như vậy không? Rõ ràng có nhiều nhà cửa đẹp đẽ như vậy, sao lại để ta ở đây chứ? Tô Dung, bà có thể bẩm báo với vương gia một tiếng không? Giúp ta đổi chỗ. Phu nhân, nô tình xin cáo lui ạ. Dạ vương gia gì chứ? Ta thấy hắn là tên khốn dạ vương thì có. Nếu một người tự ý ước như ta tới đây tự sinh tự diệt, bụng dạ thật xấu xa. Tên khốn giả vương, đừng tưởng có thể làm khó ta. Ta, Thiên Vân Hề, là thú hoang dã từ nhỏ lớn lên ở Linh Vân Sơn. Bản năng chính là sinh tồn. Xem tốc độ dọn dẹp của ta đây. Cái gì vậy chứ, có cần mất mặt như vậy không? Xem ra một mình không thể làm được. Ép bổn cô nương phải mời thần tiên đúng không? Chính là mi đó, ra đây đi Nhung Mễ Đồng. Người to gan thật, lại dám nhốt ông đây lâu như vậy. Không chú ý liền quên mất, tha lỗi cho ta đi mà. Chỉ biết xuất giá là nhanh thôi, lại giống bên bổn đại gia. Bây giờ xuất giá ngươi còn không hiểu sao? Được rồi, ta sai còn không được sao? Ta có kiện cần ngươi giúp, ngươi cứ nói, đừng cản trở ta trừng trị ngươi. Có chuyện gì vậy? Chẳng trách ở đây lại rách nát như vậy. Ta còn tưởng ngươi bị cướp tiền cướp xác rồi bị vứt ở đây chứ. Ta đi theo ngươi chưa có một ngày được yên tĩnh hạnh phúc. Còn tưởng từ trên núi xuống kinh thành, ở với ngươi thì ăn ngon uống đã. Không ngờ người ở phủ thừa tướng đối xử lạnh nhạt với ngươi, đến cả lúc gả vào vương phủ cũng không cứu ngươi. Ta cũng chịu thua rồi đấy. Ngươi đừng lấy tên Vân Hề nữa, đổi thành Mai Hề đi. Ây da, được rồi mà, đừng có quán trách nữa, làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Ví dụ như, cái gì, dọn dẹp Thanh Lu Cát sạch sẽ này. Tâm trạng rồi sẽ tốt lên. Bảo ta làm loại lao động chân tay thấp hèn này ư? Ngươi là người mù bắn là sao, nói vậy. Ôi chao, tiểu nhu nhu, tiểu đòn đòn, mi là tốt nhất đó nha. Chúng ta cùng nhau dọn dẹp có được không? Không được, chính là không được. Phải đó, ta không thể thiếu mi được. Giúp ngươi một lần nữa vậy.
Điều kể trên khốn giả vương có hại. Lần sau gặp lại hắn ta sẽ nhất định dạy dỗ hắn đó. Dạy dỗ cái gì? Người có sức lực dạy dỗ người khác như vậy thì nghĩ cách sau này ở vương phủ làm thế nào đi. Ta không lo chuyện này, người tốt ắt có trời giúp mà. Dù sao bây giờ ở nhà cao cửa rộng mỗi ngày có ăn có uống. Đúng rồi, bận rộn cả ngày còn chưa ăn được món canh và cơm nóng. Ta cũng rất đói, suy nghĩ lạc quan của ngươi đâu, có thể làm cơm ăn không? Không ăn no sao có thể ngủ được? Xem ra chỉ có thể bỏ thuốc độc đêm khuya rồi. Hơn nửa đêm rồi ai đưa thức ăn đến đây? Đừng dựa vào người khác, chúng ta tự đi vậy. Đi đâu? Ta đã lấy quan sát rồi. Ban ngày vừa mới vào cửa ta đã quan sát kỹ chỗ nào là nhà ăn. Vẫn chưa đến sao? Giờ vương phủ này cũng quá lớn rồi đấy. Đợi ta, đừng chạy nhanh quá, ta theo không kịp. Không đúng, có biến rồi. Gần đây nhất định có thứ gì đó hạn chế sức lực của mình. Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Nhỏ tiếng chút. Hơn nửa đêm có động tĩnh nhẹ cũng có thể bị phát hiện đó. Xem ra ngươi còn có đồng bọn. Ngươi là ai? Ta là ai? Tiêu rồi bị coi như kẻ trộm. Ta hỏi ngươi là ai? Hỏi ta hỏi ai? Ai phái ngươi đến? Ai phái ngươi hỏi ta phải hỏi ngươi đó. Ngươi là ai mà hỏi ta? Ta là thị vệ trong phủ. Ngươi biết đây là đâu không hả? Vương Đậu Hủ, tên trộm to gan. Còn ăn nói sằng bậy còn không khoanh tay chịu trói. Hương mồm nếu mình là thị vệ. Hơn nửa đêm đi từng không mặc quân phục lại chỉ có thêm người bộ y phục kỳ quái như thế này. Chẳng lẽ ngươi trộm của người khác sao? Ngươi còn dám tới gần nữa, ta sẽ la lên cho toàn bộ người trong quân Đậu Hủ biết đó. Tốc độ nhanh thật, xem ra là một cao thủ. Không được, bị giữ chặt rồi. Nhú bé non, ngươi còn trốn cái gì nữa, mau đến giúp ta. Cái đồ không có lương tâm này, thời khắc quan trọng không biết chết ở đâu rồi. Cũng may có mang theo khối mai sư phụ đưa. Quái thai thằng kinh nhà ngươi, hôm nay ngươi nợ ta một bữa cơm đó. Đáng ghét, để hắn ta chạy rồi. Vương gia ngài không bị thương chứ? Không sao. Chỉ là khối này lại có thể khiến bổn quân toàn thân mệt mỏi. Cái này nhất định không phải đồ trong kinh thành. Chẳng lẽ có liên quan đến tên Thiên Ngọc Thiên Sở Nguyệt đó sao? Sư phụ nói, mệnh không phải do trời định. Vận mệnh có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để thay đổi. Cho nên mình không tin vận mệnh là do trời định. Mình chỉ tin vào bản thân mình. Các bạn đang xem phim trên Nhân TV H. Mình chỉ tin vào bản thân mình. Ta là người mà không ai có thể chi phối được. Thiên Phân Hề. Nhưng mấy đòn ngươi sửa chữa cái kiểu gì vậy hả? Mời giúp ta dịch chuyển cái bản hiệu này đi. Từ khi hai thiếu công trình của hồn giả vương phủ thì chẳng gặp được chuyện gì tốt cả. Trước đó bị đẩy vào lãnh cung, lại còn bị xem như là thích khách nữa. Những chuyện này do ngươi tự chuốc lấy, không chịu là Lưu Văn Sơn. Tự chuốc cái đầu nhà ngươi ấy. Chuyện tối hôm qua ta chưa bỏ qua cho My đâu ấy. Nhưng mà nếu như My giúp con một việc, ta có thể suy nghĩ đến chuyện thăng tiến đó. Nói đi, việc gì? Giúp ta để cái stool đằng kia. Nhanh lắm, nhanh lắm. Còn chưa đủ cao, dùng thêm sức đi nào. Còn chưa đủ sao? Còn cao lên nào. Ngươi đã đủ chưa vậy? Để ta cho ngươi sảng khoái một bữa vậy. Sảng khoái quá đi.
giữa ban ngày ban mặt lại dám nô đùa mà vô vương phủ. Đừng dừng lại nữa đi nào, ta phải xem ai là to gan như vậy nhé. Ban ngày ban mặt, tại sao lại nô đùa mà vô vương phủ? Nào chúng ta làm lại một lần nữa. Là ai ở trong đất của vương phủ đánh đua một mình vui vẻ như vậy? Trên đời lại có người khen ngon như vậy sao? Công tử không muốn chơi sao? Cô nương chơi trước đi, ta sẽ đợi. Vậy cũng được sao? Không thể cùng chơi à? Không sao, ta đợi được mà. Ngươi đừng có ý kiến ta đẩy không nổi hai người đâu. Từ chuyện như quá không có hiện trời đã tới rồi, ta phải quay về thôi. Tạm biệt công tử. Cái này... Cô nương chậm đã, làm sao vậy? Tuy rằng không thể tiếp tục chơi đánh đua với cô nương, nhưng sau khi quen biết một hồi, kết bạn vẫn được chứ nhỉ? Tại hạ Ngọc Tử Mặc, xin hỏi quý danh của cô nương. Cô nương, cô bị gì vậy? Vẫn ổn chứ? Không sao, cảm ơn công tử quan tâm. Ta chỉ là một nha hoàn mới đến, không đáng nhắc đến. Thân phận không quan trọng, chỉ cần cô nương nói cho ta biết tên là được rồi. Khoan đã, xin cáo từ. Cổ nhân có câu lên bất vãn phi lễ giả, ta đã tự giới thiệu, cho nên cô nương cũng phải để lại quý danh. Cô nương, tên của nàng là công tử, không biết tên ta như vậy sao? Để lại tên, sau này tiện gặp nhau mà. Được thôi, người nhớ kỹ cho ta. Tên của ta là Cố Hải Hải. Tránh ra, tránh ra nào. Ngọc Vương Gia này không thể vào trong, sao lại cản ta? Chuyện gì vậy? Dạ huynh là đệ. Các ngươi buông ta ra. Đệ muốn làm gì? Đệ cũng muốn tắm rửa. Lưng của đệ vừa mỏi vừa đau, vừa vặn ung dung thông thả. Đệ lại gây ra chuyện nha. Làm gì có, trên đường đến đây đệ bị một nha hoàn trong phủ quân quật ngã đấy. Trong phủ ta lại có hoa hàng gan dạ như vậy sao? Xem ra có thể bồi dưỡng một chút. Dạ huynh, huynh lúc năm của huynh không đau sao? Không đau. Dạ huynh, đệ nói huynh nghe nhé. Đó là một người rất thú vị. Lần đầu đệ bị quật ngã thoải mái như vậy đấy. Để vui là được rồi. Dạ huynh, huynh chưa bị vật ngã, nó không biết sự tuyệt vời của nó đâu, ta không biết. Dạ huynh, huynh tặng nhau vàng đó cho đệ đi. Tên của cô ấy là gì? Để chỉ biết nàng ta là một ai hàng mới đến mà thôi. Nếu gì đã là mới đến, thì ta tặng hết ai hàng mới đến gần đây cho đệ đó. Quả nhiên là dạ huynh thật là hào phóng nha. Đúng rồi dạ huynh, mấy ngày nay thế nào rồi? Đừng nhắc nữa, đệ không phải không biết mà. Đệ biết mà. Nhưng đó là đệ nhắc những nhân của phủ thừa tướng. Nghe nói rất nhiều người đến nhà đề nghị cách thông gia. Phụ hoàng lại chỉ hôn cho huynh. Chẳng lẽ huynh không vui sao? Ta không vui. Không phải, đệ cố ý đó chứ. Đệ chỉ đùa với một tí thôi mà. Chuyện đó điều tra thế nào rồi? Nhưng quả nhiên đúng đúng, lão hồ ly chi ngọc thiên này không kiềm chế được rồi. Ta muốn xem lão ta có bản lĩnh lớn bao nhiêu, có thể thoát khỏi ngũ khí sơn hay không. Biết trước có ngày này thì lúc đầu việc gì phải thế. Giờ phúc lão ta nổi lên dạ tâm, biết sẽ có ngày này mà. Đợi thời cơ đến, chứng cứ rành rành, ta nhất định phải chiến cạch thiên phủ, nợ máu trả máu. Như đã nói như vậy, công ty đó của huynh cũng chạy không thoát rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Vân Quân năng ngũ trị đa sầu, tác tự nhất giá xu thể hướng đông lưu. Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài há mi đầu cướp thước tâm đầu. Trong cái cũng có người ôm sầu giống mình sao? Cùng là người lưu lạc chân trời sao? Trù đao đoạn thủy thủy tính lưu, cử voi tiêu sầu sầu cánh sầu. Đông phong án hoang tình bạc, nhất hoài sầu tự kỷ niên ly tác. Thác thác thác, sai 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 là sai lầm của ta. Lúc gả thai sao không có cuộc sống của vương phi sẽ đau khổ thế này chứ.
Lúc này cần người ôm lấy để an ủi. Chúng ta lưng tựa lưng ôm nhau, tư thế này quá là qua lo rồi. Tay ta ngắn không chạm tới được. Cảm giác này hơi kỳ lạ. Má ơi, lại là một con ngựa ư? Ôi má ơi, lại có thể là con người à? Người ngựa cùng cảnh ngộ. Trước đây đó, lúc dạo vương không phấn, có thể cởi trên người tôi cả một ngày không xuống. Còn bây giờ một tháng cũng không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Biến thái chính tiệt chính là người đang ghét như vậy đấy. Để hắn ta đi đi. Ngươi xinh đẹp như vậy cần gì phải thích cái tinh quỷ đó chứ? Tìm một chủ năng mới đi. Nào có dễ dàng như vậy chứ? Khắp nơi đều là ngựa mình thích không xuất hiện, ngựa xuất hiện lại không thích. Không sao, ta thích ngươi mà. Ta biết một chút thuật thông linh, sau này chúng ta có thể trò chuyện thường xuyên. Tên của ta là Thiên Vân Hà, còn ngươi kia rồi, Mỹ Xá, cái tên này không muốn nói cho nàng ta biết chút nào. Giờ làm sao đây? Trước đây ngươi tên gì không quan trọng, quan trọng là sau này tên gì. Thiên Vân Hà ta thay mặt cổ na là An Chiêu Hành tặng ngươi một cái tên mới nhé. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi là Băng Tinh Điệp Linh Tử Mộng Tiết Nhã Phương, tên gọi thân mật là Tử Vi. Vậy cô bằng lòng làm nhị khang của tôi không? Không thành vấn đề, từ hôm nay trở đi ta chính là đôi mắt của ngươi, cây gậy của ngươi, là nhị khang của ngươi. Vậy có phải bây giờ cô bắt tôi thì gọi là Tử Vi, sau này không thích thì sẽ quên mất không? Không đâu mà, Tử Vi. Tử Vi, ta muốn cưỡi ngươi một lát có được không? Lên nào, để tôi cho cô thấy tên mạnh mẽ như thế nào. Mỹ Xá không phải là một con ngựa bình thường, nó rất trung thành. Ngoại trừ giả ca ra, người khác không thể nào cưỡi. Ngay cả mình nịnh hót đủ điều cũng không thể đến gần. Nha đầu này là ai chứ? Mỹ Xá thế mà lại không hề phản kháng. Dừng tay. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi cưỡi con ngựa này? Còn ngươi là ai? Tại sao ta không thể cưỡi? Đây là ngựa của ngươi sao? Đúng, đây là ngựa của ta, cho nên ngươi không thể cưỡi. Con ngài, hắn lừa cô đó. Tôi không phải ngựa của hắn. Nếu như ngươi có thể chứng minh đây là người của ngươi, ta sẽ trả. Chứng minh thì chứng minh. Này, mời ngươi biểu diễn. Mỹ Sát à, nể mặt dạ ca ca, hôm nay để ta cưỡi nhé. Đuổi theo ta đi. Nếu như đuổi được ta, ta sẽ cho ngươi cưỡi ta đấy. Nó căn bản không phải ngựa của ngươi, đồ lừa gạt. Ngươi ức hiếp ta, ngươi là nữ nhân xấu xa. Ta phải nói cho giả ca ca biết mới được. Đừng khóc nữa, mau đứng dậy đi. Ta dạy ngươi làm sao để thần phục Tử Vi nhé. Dương Mỹ Đồ, mau làm cho ta một chút đồ ăn đi, ta sắp chết đói rồi. Vân Hề về rồi à? Ta cởi ngựa cả buổi chiều, vừa mệt vừa đói, mau giúp ta làm một chút đồ ăn đi. Không đi, có phải ta bảo ngươi đi cởi ngựa đâu. Dương Mỹ Đồ, mi lại giở trò gì vậy? Không phải ta, đừng đổ oan cho ta. Không phải mi thì còn là ai? Ai mượn ngươi giỏi ta? Ngươi là ai? Mau khai ra danh tính. Tôi tên là Chim Ma Đậu, chỉ là một linh hồn đơn độc, linh lực rất thấp. Xin hai vị đại nhân tha cho tôi. Tha cho ngươi cũng được, nhưng mà từ bây giờ trở đi, ngươi phải là một người hầu hạ chúng ta.
làm trâu làm ngựa, bưng trà bưng nước, bóp vai đánh chân đều không thành vấn đề. Biết bây giờ nên làm cái gì chưa? Tôi biết rồi, xin hai vị đại nhân chờ một chút. Tốt quá rồi, ta nói như thật là trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm cũng có thể xây chuyển, muốn cái gì có cái đó. Đương nhiên, ta là Thiên Vân này, đánh không chết, nếu không vỡ mà. Con muốn dẫn gì Tiếu và trước khi đi cùng. Lão gia, ông không thể đồng ý với nó được, nhiều người hỏng việc. Nếu như bọn họ cùng qua đó, bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Vả lại, dì Tiếu và Trước Nhi đã chi ghi bán thân cho phủ thừa tướng. Tiểu thư, muốn đi, ngươi có đủ năng lượng sao? Tiểu thư yên tâm. Nói thế nào, chúng tôi cũng đến phủ thừa tướng lâu vậy rồi, họ sẽ không làm gì chúng tôi đâu. Yên tâm đi. Tiểu thư, người phải chăm sóc tốt cho bản thân đó. Có thời gian quay về thăm chúng tôi là được rồi. Tiểu thư, gì tiếp? Tước Nhi, mới sáng tinh mơ gọi hồn à? Vân Hải đại nhân làm sao vậy? Sao vậy? Có chuyện gì không vui thì nói ra đi, để chúng ta có thể chia sẻ một phần giúp người. Ta gặp ác mộng, mơ thấy dì Tuyết và Tuyết Nhi bị họ hại rất thảm. Vân Hà đại nhân đừng lo lắng, trong mơ có hiện thực trái ngược nhau mà. Khi Ma Đậu nói phải đó, nói gì thì nói, ta vẫn không yên tâm cho lắm. Không phải ngươi đang buồn chán sao? Ở đây cũng không ai quản ngươi, thì cứ quay về xem sao. Ta cũng cảm thấy như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày đi hôm nay đi. Nhưng mà dù sao ta cũng là phi tử như người khác, vẫn nên cậy trang một chút. A Hoàng, không phải ta tặng đệ rồi sao? Ta muốn A Hoàng đã quật ngã đệ cơ. Hơn nhất định là thấy cô ta đoan trang tự ý giam giữ rồi. Ta đang cùng với Hiền tướng quân thảo luận chuyện bộ tộc phía Tây, để đừng gây phiền phức. Bộ tộc phía Tây, nhưng mà Phụ Hoàng đã hạ lệnh bảo Thiên thừa tướng chỉnh đốn rồi mà. Đệ cũng biết sao? Đương nhiên, đám người Tây Biên đó dạo gần đây không có biết an phận. Thời gian qua Phụ Hoàng tín nhiệm Thiên Ngọc Thiên, đương nhiên sẽ phái ông ta giải quyết. Nhưng Thiên Ngọc Thiên với Tây Biên lại có quan hệ không rõ ràng. Đến xem đi, đến xem vải lụa đi nào, đánh thịt đây. Các bạn đang xem phim trên Nhân TV HD. Nói đi, nồi có 102 đây. Thần khí không thể không có. Nồi của tôi dùng để nấu ăn hay phòng thân đều được. Tại sao phải dùng nồi phòng thân? Huynh đệ, ngươi từ nơi khác đến phải không? Ở đây, trộm cướp rất nhiều. Ngươi sao không lấy một cái nồi để phòng thân? Bán nồi thì bán, còn cộng thêm phòng thân, ai mà tin chứ? Ông chủ, lấy cái to nhất đi. Ngươi bị ngốc à? Người ta bán nồi, ngươi còn thật sự coi như bảo bối. Mi không hiểu rồi, cái ta mua là duyên phận. Bốc thăm trúng thưởng, công cụ chống trộm đây. Bốc một lần 10 đồng, 10 lần chắc chắn sẽ trúng. Ông chủ, tôi bốc một lần. Chị bốc một lần mà đã trúng rồi. Chúc mừng nhận được công cụ chấm trộm mạnh nhất của bọn tiệm. Ông chủ, trong cái hộp này là gì? Đợi ngươi gặp phải kẻ xấu, mở ra tự nhiên sẽ biết thôi. Ngươi bị ngốc à? Tốn tiền mua cái gì cũng không biết. Mi không hiểu đâu, cái ta mua là tín nhiệm. Xem đi, có gà xám đây. Sản phẩm nổi bật hàng năm, gà xám phản lực. Bị trộm, bị cướp, không cần vội. Chỉ cần có gà xám phản lực sẽ bắt về một cách nhẹ nhàng. Cho dù kẻ trộm bắt tám hay trang cũng không thể thoát khỏi. Khoe như vậy ai mà tin chứ. Bà chủ, cho tôi một con đi, ngươi đủ rồi nha. Ta thấy ngươi bị ngốc thật rồi. Ngươi không hiểu rồi, nữ nhân chỉ cần muốn mua sống thì có hàng ngàn lý do. Lại có gì để có thể mua à? Đẹp quá đi. Đại mỹ nhân của Nam gia đến rồi. Chim sa cá lặng nha. Nếu như ta lấy được nàng thì thật là có phúc. Đi ra, nam nhân thôi thay các người đi xa ra. Tâm Nhi, không được nói chuyện như vậy. Mỹ nhân thế này ngay cả ta cũng muốn lấy về. Ngươi nằm mơ à? Tiểu thư,
Người đi đường không mở mắt ra sao dám đụng vào tiểu thư? Tiêu rồi, Tâm Nhi hầu bao của ta mất rồi. Tên vừa mới đụng người kia. Người đứng lại cho ta. Hai vị mỹ nhân à, lời chuyện vặt này cứ giao cho bổn đại gia đi. Đại hiệp, không muốn dọn nhà sao? Nạp nhiên liệu. Lên nào. Chiêu gà sám phản lực. Còn ngay cái đó làm gì? Mở cái hộp ra xem. Phải ha. Mau chạy đi. Lão hầu lý thiên ngậu thiên lại không quan tâm đến sự an nguy của bách tính, ngấm ngầm câu kết với những kẻ đó. Cho nên Diệu Huynh mới lấy nữ nhi mà hắn yêu thương nhất. Phụ hoàng ban hôn, ta và cô ta đều không thể khước từ. Xem ra bây giờ trong tay ngược lại có nhiều hơn một con tin nhỉ. Nói gì thì nói, chỉ khổ cho Dạ Ca Ca và Tinh Uyển tỷ tỷ, cả đời bị ý chỉ kết hôn tách rời. Khi đó nam tướng quân cũng là bị lão hồ ly này giết hại. Nam tướng quân lúc còn sống trên tay như con, phần ân tình này không có gì có thể báo đáp. Bây giờ ông ấy lại bị người ta giết hại hàm oan. Ta nhất định phải khiến Thiên Ngọc Thiên nợ máu trả máu. Ôi da, cái ly bạch ngọc của ta. Nhân tiện, hôm nay Dạ Ca Ca có hẹn với Tinh Uyển tỷ tỷ. Sao Tinh Uyển tỷ tỷ còn chưa đến? Nam Tinh Uyển, đại tiểu thư của Nam Tướng Quân đã chết. Nữ thần của Trạch Nam trong kinh thành. Bán tư trang của cô ta đi, nhất định có thể kiếm được không ít tiền nha. Hắn ta lại có thể đỡ được, xem ra không phải là người bình thường. Thực lực của người chỉ có như vậy sao? Kỹ năng phản kích, quăng nồi. Vẫn là đại nhân cẩn thận. Còn non lắm cơ ngạ. Kỹ năng liên tiếp, quay nồi. Kỹ năng đánh mạnh nồi, dán. Kỹ năng kích liễu, nồi bọc thịt. Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Bên đó có người đang đánh nhau. Ngoan ngoãn nhận sai, ta còn có thể trừng phạt khoan dung cho ngươi. Mẹ kiếp, mặt của lão tử đã sinh thành quả bóng rồi còn nói cái gì chứ? Một chữ cũng không nói, còn ra dáng nam nhân sao? Còn dám coi thường ta nữa, biết sai chưa? Không nói nữa sẽ bị đánh tiếp đấy. Ai đến cứu ta với? Có rồi, áo trong hộ mệnh của mình. Hảo hán, xin tha mạng. Áo trong này không phải cũng mua tiệm công cụ chứ? Áo trong hộ mệnh kim thân phòng ngự mặc sẽ có ít đây. Có kẻ hở. Vân Hà đại nhân cẩn thận. Chí Ma Đậu, ngươi dám làm hại bằng hữu của ta? Bằng hữu cái gì chứ? Ở đây chỉ có hai chúng ta mà. Để ngươi mẫn mang một chút, cái gì là chất độc thật sự đây? Khỏi này. Dạ Ca Ca. Lại đến một người nữa kia. Ngươi là ai? Đứng lại. Các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Ta có chuyện muốn hỏi, buông tay cho ta. Khói vừa rồi ngươi dùng bài từ đâu mà có? Không liên quan đến ngươi.
Ngươi thế nào? Lớn gan quá nhỉ, dám đánh vào mặt bổn vương. Nói đi, thích khách hôm trước lén vào vương phủ tập kích bổn vương có phải ngươi không? Thích khách, ta không biết ngươi đang nói gì cả. Hắn tự xưng là bổn vương, chẳng lẽ không nói bổn vương sẽ vặn đứt cổ của ngươi. Dạ ca ca, mau dừng tay. Vị công tử này đang giúp muội bắt trộm đấy. Uyển Nhi, Uyển Nhi, xảy ra chuyện gì? Xin lỗi dạ ca ca, muội đi trên đường không cẩn thận gặp phải kẻ trộm cho nên đến muộn. Tin mới nha, dạ huynh cũng có ngày bị đánh à. Tinh Nguyễn, đã lâu không gặp, thân thể đã đỡ hơn chưa? Cảm ơn Tử Mặc ca ca đã hỏi thăm. Mai mà có thuốc của Tử Mặc ca ca, muội đã khỏe hơn rồi. Vậy thì tốt, mày về ta phải người đưa thêm cho muội đấy. Sau khi năm tướng quân qua đời, muội và bảo mẫu cũng không dễ dàng. Có chuyện gì cứ nói với huynh. Uyển Nhi, hôm nay muội hẹn ta đến Đàm Âm Tự cầu phúc, rốt cuộc có chuyện gì? Gần đây mẫu thân thường xuyên gặp ác mộng, ăn uống không trôi, mọi đại phu cũng không khởi sắc, cho nên muội muốn đến Đàm Âm Tự thử xem sao. Bảo mẫu cũng về cơ chế của năm tướng quân mới sinh bệnh đấy. Muội yên tâm, ta nhất định thiên đao vạn quả thân tiểu nhân đó để truy điệu hồng thiên của nam tướng quân. Dạ ca ca. Được rồi, ở trước mặt Tinh Nguyễn muội muội đừng nhắc chuyện không vui nữa. Muội đã muốn đến Đàm Âm Tự thì mọi người cùng đi, tiểu phách cũng đi chứ. Đương nhiên, để là kim bài hậu vệ đó. Nếu như có tên trộm nào nói dám đụng vào Tinh Nguyễn tỷ tỷ, để sẽ trộm đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Tốt quá rồi, hộp bao của Tinh Uyển vẫn còn đây. Tên đó lại là Giả U Minh. Thì ra là vậy, kẻ trộm thật sớm đã chuồn mất rồi. Tiểu ca ca đánh nhau với Giả ca ca thì ra là bắt trộm. Tinh Uyển, muốn có bị mất thứ gì không? Thật tốt quá, hộp bao của cha vẫn còn không bị mất gì cả. Nếu như cứ để ở đây, tuyệt đối sẽ không để tên trộm nó chạy thoát. Thế nào, dạ huynh, lỡ ta đánh người tốt rồi đấy. Người tốt ư? Ra ngoài không xem hoàng lịch, đủ phải sao chổi rồi. Ngươi, vừa rồi sao không giúp ta hả? Ta cảm thấy yếu đi thật mà. Lúc giúp ta thì yếu đi, lúc ăn thì tràn đầy sức sống nhỉ? Quân hệ đại nhân là thật đó. Trước đây muội ở Dạ Vương phủ tìm thức ăn, giữa đường cảm thấy sức lực yếu đi, hôm sau mới hồi phục lại. Dạ Vương phủ. Nói như vậy, đêm hôm trước lúc mình đụng phải hắn ta, dù bữa nào cũng bị ngã sấp mặt xuống đường ấy. Sao mỗi lần đụng phải tên khốn đó đều siêu sảy như vậy? Đồ sao chổi. Hai hôm trước có một tên thích khách dùng loại khói mê giống như vậy. Người trúng phải khói mê toàn thân mỏi nhừ, gần như mất hết võ công. Để nhớ đó là ám khí chế tạo bí mật của bộ tộc Tây Biên, có liên quan đến Thiên Ngạo Thiên sao? Truyền lệnh của ta, phong tỏa kinh hành, xót người. Vâng, hôm nay có đào ba thước đất cũng phải đào hắn ra cho ta. Dạ ca ca. Huynh làm gì vậy? Không phải nói tốt nhất là đừng bước chơi động rừng sao? Nhưng hắn ta ức hiếp Tinh Nguyễn, hắn ta đã giúp Tinh Nguyễn lấy lại hầu bao, cũng coi như là người nghĩa hiệp. Huynh có chắc đó là người tập kích huynh không? Nếu như không có chứng cứ, chúng ta đừng manh động, để tránh bị lão hồ ly tắt ngược lại. Ngọc ca ca nói có lý. Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Chúng ta đến Đàm Âm Tự đi. Lần này ta tạm thời không tính toán. Có điều nam tướng quân xin ngài yên tâm, người làm hại Uyển Nhi, người có liên quan đến Thiên Ngạo Thiên, Dạ U Minh ta sẽ không bỏ qua cho ai cả. Sao chổi đáng ghét. Dạ vương gia thì thế nào? Lần sau xem ta có đập chết ngươi không. Ai bảo ngươi ngay cả phu quân cũng không nhận ra. Hắn cũng đâu có nhận ra ta. Tối đó ngươi che mặt, quỷ cũng không nhận ra đâu. Muốn đánh nhau chứ gì? Ây da, phân hệ đại nhân, đừng tức giận. Người nhìn bên kia kìa, Tí Tiên Lâu. Phải đó, đây là Tủ Lâu, nổi tiếng nhất kinh thành, đồ ăn rất ngon. Phân hệ đại nhân chắc cũng đói rồi, hay là đến đó ăn một bữa đi. Cẩn thận.
lưng của ta. Ông chủ Trương đã nói bao nhiêu lần rồi, không có sắc thì dùng tiền đến gặp. Hai cái đều không có, cút ra khỏi Tí Tiên Lâu cho ta. Tiểu công tử này thật là đẹp trai nha. Ta ở trong tiệm chi phí 500 lượng đã nói là đạt tiêu chuẩn, còn ông tự chuẩn mà sao đã lật lộn hả? Đây là tổng chi phí của ông, nhưng tiệm chúng tôi yêu cầu chi 500 mỗi lần mua. Đúng là hắc đếm mà. Thật ngại quá khách quan, mau vào trong tiệm đi, ta dẫn huynh đi ăn gà nhé. Ăn gà. Các bạn đang xem phim trên Nhân TV H. Đây là đặc sản của bụng tiệm gà gật đồng Lưu Thị, tặng miễn phí cho huynh thay lời xin lỗi. Tiểu công tử ăn tướng như vậy làm cho người khác rất yêu thích nha. Bạn muốn làm gì? Công tử đừng sợ, ta có biết một chút thủy thực so bớt. Nếu công tử bị thương, ta có thể kiểm tra hậu người. Chỉ có tên ngốc mới bị lừa mà thôi. Thân chí như vậy sao? Bà chủ mau xem giúp đi, ngươi bị ngu hả? Gần đây công tử có cảm thấy phiền muộn trong lòng, bồn chồn có thở không? Nghe bà nói thế thì thật sự có một chút đấy. Vừa vặn ta có một chiêu so bớt. Nếu như công tử không chê, nhà y sẽ trình diễn cho công tử nhất chiêu bán thích. Vậy nếu như ta vẫn thấy chưa thoải mái thì sao? Thì còn có tuyệt chiêu nào không? Vậy là muốn ép ta sử dụng tuyệt kỹ Nhã Yên điểm thực thủ rồi. Nhã Yên tỷ, Nhã Yên tỷ, là oan gia của tỷ đến nữa rồi kìa. Tiểu nhị, dọn một phần cự long lên cho công tử nhà ta đi. Xin lỗi, bổn tiểu không có món đó ạ. Thế thì bày ra một bàn ăn lớn vậy. Phòng lớn đã hết rồi ạ. Cái gì chứ? Vậy con người phục vụ thì sao? Phục vụ thì có hóa đơn 500 tặng nước uống, hóa đơn 1000 tặng rượu đỏ lâu năm, hóa đơn 1000 tặng ngay thẻ vàng. Kẻ tên khốn nhà ngươi, xảy ra chuyện gì vậy? Làm gì vậy? Bàn lật lên luôn rồi. Công tử nhà ta đã có thẻ đê đê đen hội viên rồi. Còn đền bộ cái rắm rắm máy chứ. Nhìn người tức giận như vậy, tên tiểu nhị này của chúng ta có tầm nhìn hạn hẹp, có mắt mà như không thấy núi thấy sơn. Vụ tài đi chuẩn bị phòng trên cùng ở lầu 2 đi. Vâng ạ. Và phải lớn một chút đó nha. Hôm nay ngọn gió nào thổi hai vị đến đây vậy? Công tự tử nhà ta nói. Có nhớ ta không Nhã Yên? Hôm nay ta đặc biệt xuất cung đến thăm nàng đó. Cái này gọi là đai áo rộng dần không hận ý. Vì ai nên nổi tương tư này? Thân phận người tôn quý mà chỉ biết hỏi câu thơ này sao? Buông ta ra. Lại đây ta đọc thơ cho nàng nghe này. Người không thấy nóng khi đọc thơ như thế này sao? Nóng chứ, lòng ta nóng như mà áo ấm mùa hạ vậy đó. Theo ta vào cung đi Nhã Yên. Mơ đi cưng, có chết ta cũng không vào đâu. Nhã Yên à, ta đối với nàng là chân thành đó. Ai muốn ngươi chân thành đâu chứ. Không muốn nàng đồng ý với ta trong mấy buông cơ. Vừa được mùi ăn gà lại còn được so bớt. Bạn chủ đúng là người tốt thật đấy. Mình phải đi thanh toán ở đâu đây nhỉ? Nhã Yên nàng đừng chống cự mà. Theo ta vào cung đi, buông ta ra, ngươi phiền quá. Còn không buông ta tẩn ngươi đó. Nàng cứ la đi, la khản cổ cũng không có ai đến cứu nàng đâu. Người đâu, cứu tôi với. Là bà chủ, Nhã Yên đừng la nữa. Buông nàng ấy ra. Tên dâm tặc nhà ngươi từ đâu đến lại dám bất chấp tài chủ? Tiểu công tử, sao ngươi lại đến đây? Chuyện giữa chúng ta không phải vẫn còn chưa làm xong sao? Nhã Yên, đúng là nàng không còn thích ta nữa.
Nguyên Cúc Mau, bà chủ còn phải giúp bọn đại gia so bóp trị bệnh nữa đó. Trị bệnh á? Lát nữa bọn đại gia còn phải thử nghiệm nhã yên điểm thiệt thụ của bà ấy. Đồ khỉ ngang ngược như ngươi lại dám tranh giành đầu của tao, tao phải giết ngươi. Ngươi có ngon thì đừng nghe nhé, là ngươi nói đó nha. Giờ coi ta đánh ngươi đến má nhìn không ra luôn này. Công tử không được đánh, không thể đánh được. Là tên khốn nào không ám tiễn đó? Còn gia dám đánh công tử nhà ta ư? Coi chừng mãn môn sao trảm đó. Mắc cười, tình quái thay ấy, ta gặp ở đâu thì đánh ở đó. Vậy thì đừng có trách ta không cách khí. Phim được thiết minh bởi TV2.org. Còn không bảo dừng lại, lỡ đánh bị thương khách của ta thì sao? Đánh hay lắm, đừng dừng lại. Không được, không gian ở đây quá nhỏ. Chỉ có thể dụ hắn ra ngoài trước thôi. Xem mũi châm của ta đây. Muốn chạy không dễ như vậy đâu. Tình Nguyễn, chưa đến đây bao giờ nhỉ? Đồ ăn ở đây rất là ngon đó. Nếu Mặc Tử ca ca đã giới thiệu thì nhất định là rất tốt rồi. Có người rơi xuống kìa. Lại là hắn, đánh nhau sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Mà đỡ được. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi là nữ nhân. Ngươi thả ta xuống đi. Đừng tưởng vậy mà ta sẽ cảm ơn ngươi. Tiểu Nha Hoàn cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Ta còn tưởng không thể gặp lại nàng nữa chứ. Buông tay, ngươi là ai? Ta là Ngọc Tử Mặc, là người đã bị nàng quật ngã đó. Là ngươi à? Đến làm vương phi của ta đi, ta sẽ đảm bảo nuôi nàng trắng trẻo mộc mạc. Không được, cô ta phải quay về với ta. Làm gì vậy? Từ nhỏ huynh còn giành đầu với ta. Lần này ta không chịu thua đâu. Mấy người coi ta là gì chứ? Nàng đừng tức giận mà. Ta sẽ cắn người đó, đừng qua đây. Không ngờ nàng lại là một cô nương đáng yêu. Khi nãy là ta đã quá lỗ mãn rồi. Mau biến đi. Công tử không sao chứ?
Không sao. Vô dịch thanh, huynh tự ý xuất cung, không sợ bị phụ hoàng biết sao? Ta phụng mệnh mẫu phi ra ngoài thi hành công vụ, sao phụ hoàng lại trách chứ? Phụ hoàng, chẳng lẽ hắn ta cũng là vương gia sao? Vậy các người từ từ nói chuyện, còn nhà đầu này là của ta rồi. Ai là của ngươi chứ? Cô ta quá thích khách ta có liên quan, ta phải đích thân thẩm vấn cô ta. Dạ huynh, tội gì phải mượn cớ chứ? Đã nói cùng tên Nguyễn Tỷ Tỷ dạy sau, sao các người chỉ lo dành người vậy chứ? Thì đó, chính là dạ huynh cứ cố dành nữ nhân với ta. Thấy đặt tên Nguyễn ở đâu chứ hả? Mọi người đừng kinh cãi nữa. Chính là ở đây. Đại dám đổi bổn lậu gia ư? Đánh mạnh tay vào cho ta. Hình như không phải tiệm này. Quấy rầy rồi, quấy rầy rồi. Tốt quá rồi, nàng là của ta rồi. Ngươi buông tay ra, cẩn thận ta một chút. Nàng không đi với ta là muốn đến dạ vương phủ chịu thẩm vấn sao? Ta còn chưa có đồng ý đâu. Có chút thú vị. Ngọc Vương phủ. Các ngươi muốn làm gì? Đừng qua đây, ta tự làm được mà. Cuối cùng cũng đi. Gần đây chúng ta thật rồi. Trong một thời gian ngắn mà đụng phải ba tên vương gia, chả có người nào tốt cả. Ngọc tử mặt này nhất định cũng không phải người tốt. Sao như mày đâu còn chưa đến cứu mình? Có gì được áp chế sức lực của mình? Nơi này không tiện ở lâu, phải nghĩ cách rời khỏi đây mới được. Cô nương thật xinh đẹp, chả trách Ngọc vương gia lại thích cô như vậy. Các người nói vô vẩn cái gì vậy, vương gia? Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Nô tỳ cáo lui. Đa tạ quý nhân tương trợ, đại ân đại đức kiếp sau đền đáp. Khoan đã, đừng đi, ta biết cái này là quá cương quyết. Chúng ta đối với nàng là thật lòng, là vương phi của ta đi. Không muốn. Tại sao không muốn? Vương gia, không rảnh bận rồi. Vương gia là quý công công đến ạ. Tại sao lại đến vào lúc này chứ? Ta chẳng muốn xa nàng tí nào. Cút mau. Đợi ta đừng xúc ruột nhé, xúc ruột con khỉ. Nói chuyện buồn ngông như vậy, còn không phải vừa gọi đã đi sao? Rất tốt thời điểm này. Đây là cái gì vậy? Bẩm vương gia, thuộc hạ đã mang chân dung đi dò la khắp nơi, phát hiện trong phủ không hề có ô hàng trong như thế này. Vương gia, vương gia. Cái gì? Quản gia Tu Dung nói nữ tử trong chân dung giống một người khác cơ. Ai? Vương phi ở Thanh U Cát ạ. Xem ra chúng ta phải đến Ngọc Vương phủ một chuyến rồi. Các bạn đang xem phim trên nhưng Ngọc Vương phủ. Bái kiến Ngọc Vương điện hạ. Nô tài phụng mệnh Lam Sương công chúa dâng lên một mì tường ký ạ. Đây là việc khẩn cấp mà ngươi nói sao? Bột mì nướng này là tâm ý của công chúa điện hạ, còn là vị cay hương thì là mời vương gia đánh giá ạ. Vậy thì cảm ơn Lam Sương muội muội đã quan tâm rồi. Thưởng cho ông đó. Hôm nay bất luận là ai tới tìm ta đều không gặp. Vương gia.
Nam Sương này, chỉ biết gây phiền có cho mình thôi. Nha đầu, chúng ta nói chuyện tiếp nào. Đây là... đám người Tây Điên đó dạo gần đây không biết ăn phận. Thời gian qua phụ hoàng tín nhiệm Thiên Ngọc Thiên đương nhiên sẽ phải lão ta đi giải quyết. Nhưng Thiên Ngọc Thiên với Tây Điên lại có quan hệ không rõ ràng. Thiên quân thường, dạ vương phi. Chẳng lẽ là mật thám do lão Thiên Ngọc Thiên phái đến? Thích khách, ta không biết ngươi đang nói gì cả. Vương gia, vương gia, Thiên Phân Thường, dạ vương phi. Người quả nhiên là đến hãm hại bổn vương. Ngọc vương gia, người không thể tự tiện xông vào đâu. Đến lúc lúc lắm, giao người ra đây. Vinh cũng ra vẻ, chẳng phải bị Vinh cướp đi rồi sao? Để nói cái gì? Bị cướp rồi. Bị ai cướp? Để trong coi kiểu gì vậy hả? Tân còn vừa ăn cướp vừa la làng. Chắc không phải do đệ không muốn giao người nên tự biên tự diễn đấy chứ. Sau khi nghe đồng mất tích để phát hiện cái này, đây không phải của huynh sao? Của ta ở đây này. Đây là vật phụ hoàng ban cho các hoàng tử. Trên đời chỉ có hai miếng thôi. Không phải của ta thì chỉ có của người đó thôi. Cuối cùng nàng tỉnh rồi. Là ngươi. Là ta đấy. Nàng không ngờ còn có thể gặp lại ta nhỉ. Ngươi đường đường là thái tử, sao lại bị ở như vậy, trói ta làm gì hả? Nàng là người của Dạ Vương và Ngọc Vương tranh giành. Bộ thái tử đương nhiên phải nắm một chân rồi. Quan có đầu nợ có chủ, ta chẳng liên quan gì cả. Thả ta ra đi nào. Liên quan lớn là đằng khác. Nhớ lại năm đó, lão tử làm bạn với Hồng Trần, tự do tự tại, hưởng thụ phồn hoa của Trần gian. Cái tên trời đánh giả U Minh lừa lão tử làm thái tử, tiền thì ít, việc thì nhiều, tối ngủ sáng dậy sơ cả gan. Ta cần nàng ở lại phụ thái tử, để tên tiểu tử giả U Minh kia cảm thấy khó chịu trong lòng. Thì ra là đồ đáng ghét Quân Diệt Thanh đó. Trách mình nhất thời lơ là để nha đầu bị bắt rồi. Đúng rồi, gần đây Quân Diệt Thanh và Thiên Ngạo Thiên có qua lại. Chẳng lẽ có liên quan gì đến chuyện này sao? Cái hình này vậy mà cũng đẹp ghê ta. Mau cởi trói cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Không trói lại thì ta nhất định sẽ bị đánh. Thế này đi, ta tặng nàng một lễ vật có được không? Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Chỉ cần nàng có thể đồng ý ở lại, hoa tài huyết ngọc giá trị liên thành này sẽ là của nàng.
Đại tiểu thư, hoa tai huyết ngọc này là của mẫu thân người lúc còn sống tặng cho ta. Thế gian chỉ có một đôi này, dì Tuyết đều để ở bên mình, không thể tùy tiện lấy ra chơi được. Xem ra nàng cũng rất biết nhìn hàng, động tâm rồi à. Đây là báu vật quý giá đó nha. Chỉ cần bây giờ nàng gật đầu. Xin hỏi thái tử điện hạ, hoa tai này từ đâu mà có vậy? Cái này là thiên thừa tướng tặng cho bổn thái tử đó. Thiên thừa tướng? Quan hệ của thiên thừa tướng với thái tử điện hạ quả không tầm thường nhỉ. Đương nhiên bổn thái tử được nhiều người trong triều ủng hộ, nhân duyên rất tốt mà. Đồ của thiên ngạo thiên, điện hạ dám nhận nhưng thần thiếp không dám đeo. Tuy ta thân là thái tử nhưng hắn là một quân sư cốt cán, không nhận thì đắc tội với người khác đó. Điện hạ quên năm trước quân chết như thế nào sao? Ta cũng rất khó xử mà. Biết bổn thái tử tốt rồi chứ, cái này thì phù hợp rồi. Chỉ cần nàng đồng ý ở lại phụ thái tử, ta liền tặng nàng đồ hoa tai huyết ngọc này. Ta mặc hình đồ của ngươi sao? Ta là Dạ Vương Phi. Nàng nói cái gì? Ta là Dạ Vương Phi, thiên phân thường. Vậy thì càng tốt. Ta là muốn cho tên Dạ Vương một thang đó tức chết luôn. Hôm nay ta còn muốn cứng rắn với nàng đến cùng đó. Thái tử điện hạ làm gì vậy? Ái Phi, không phải điện hạ nó có khách sao? Nàng nghe ta giải thích đã, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Xạo nói tiếp xạo ư? Không, xong rồi. Dạ Vương điện hạ và Ngọc Vương điện hạ xong vào rồi ạ. Quân Diệp Thanh, giao người, mau thả nhà đầu cho ta. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Quen không? Đây không phải ngọc bội của Dạ Vương điện hạ sao? Sao ngươi có thể sơ ý để đầu lung tung như vậy chứ? Của ta ở đây. Có thể nghe ra cách bắt cóc nhà đầu và gây xích mích giữa ta với Dạ Huynh ngu như vậy. Mọi người ra thì còn ai chứ? Ta yêu thấy tử phi có trời đất chứng giám. Ngươi đừng có mưu hại ta nha. Đúng không ái phi? Vừa nãy ta có nhìn thấy nàng ấy. Cái này, nội tình chuyện này rất phức tạp. Dẫn đường. Đã nói rồi mà, người không có ở chỗ ta, các người cứ không tin ta. Giờ không còn sớm nữa, ta còn có việc. Hỏi lần cuối cùng, người ở đâu? Người ở đâu hả? Thì ra là vậy, nàng ta quả nhiên là Vương Phi của ngươi. Vương Phi, ngươi xuất hiện như vậy, rốt cuộc là muốn tìm được con gái của kẻ thù, hay là động tâm với nàng ta thật rồi? Các ngươi hiểu rất rõ mối quan hệ giữa Thiên Ngọc Thiên và Tây Biên. Chuyện của bổn vương không cần ngươi quản đâu. Vương Phi, nếu như ngươi thật sự chán sống, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi giết ta đi, giết ta rồi, địa vị thái tử này có thể trả cho ngươi rồi. Thiếp thân có thể đảm bảo thái tử điện hạ thật sự không biết dẫn Vương Phi đi đâu cả. Vương Phi, vừa rồi nàng ai đích thực ở đây, sau đó ta và thái tử rời khỏi trong chốc lát, rồi cùng trở lại với các người, người đã biến mất rồi. Ái Phi vẫn là yêu ta mà. Thật sao? Thiếp thân tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không dám lừa dối. Buông tay nào. Nếu thái tử Phi đã nói như vậy rồi, cáo từ. Đi đi, cút đi, cút đi. Chàng cắm miệng cho ta.
chuẩn bị xong rồi. Vâng, hãy đấy nha, chúng ta đi như vậy thật sao? Phật này trước giờ đều ở bên người Di Tiết. Hôm nay rơi vào trong tay thái tử, e rằng nếu phụ thân đã không tuân thủ ước định đối xử tốt với Di Tiết, bà ta cũng không cần phải làm vương phi nữa. Về nhà nào, tìm được Di Tiết, chúng ta sẽ cao bay xa chạy. Chuyên thủ tiếng mở tiền sao? Các bạn đang xem phim trên Nhân TV app. Vâng ạ. Nhìn quanh thì cả một bộ tộc Tây Biên hành động theo mệnh lệnh của Bắc Đường thiếu chủ. Vì tình hữu nghị bền vững của hai nước chúng ta, thiên thủ tướng hy vọng có thể ngài có mặt. Vậy ta không thể bỏ qua ý tốt này rồi. Bắc Đường gia ta. Thừa tướng phủ. Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Vũ trụ chủ hôm nay có chuyện gì mà sao căn phòng chặt chẽ như vậy? Hình như đang tổ chức yến hội đó. Như Mỹ Đoàn, Mi thăm dò xem. Tại sao lại bảo ta nữa? Sao bảo Mi thì thế nào? Trước đó ta xem bị thất thanh, Mi đang ở đâu hả? Không phải người bỏ quên chúng ta ở tủ đêm đó sao? Còn Mi không đến tìm ta mà. Vâng, hề đấy nha. Phủ thừa tướng là nhà của người, tại sao không trực tiếp đi vào chứ ạ? Đầu nó, Vân Hề là lén chạy về, sao có thể để cha cô ấy phát hiện? Ta và cha có ước định, chỉ cần ta ngoan ngoãn gả thai, ông ấy sẽ đối xử tốt với Di Tiết. Nhưng mà chỉ cần nàng nghe theo bổn thái tử thì đôi hoa tai huyết ngọc này sẽ là của nàng đấy. Đôi hoa tai đó là tư trang của Di Tiết, thế gian này chỉ có một đôi, lại bị cha lấy tặng cho thái tử. Di Tiết, ta bấm bụng chịu đựng cho Di Tiết để thỏa mãn yêu cầu của ông ấy, nhưng không ngờ cha lại lật lòng. Bây giờ ta phải dẫn Di Tiết cao chạy xa bay. Đáng ghét, giờ ngay cả cửa cũng không vào được. Con này đại nhân đừng lo lắng, người nhìn bên kia kìa. Vẫn chưa tìm được vương phi sao? Chỉ là một nữ tử cũng có thể biến mất trong mắt của các ngươi à? Thân phận của vương phi không tầm thường, không phải nữ tử có gia đình bình thường. Cục hạ tiếp tục tìm kiếm, xin gian ngôi giận. Chuyên phân thường, người rốt cuộc đang giở trò như vậy chứ? Cuối cùng cũng vào được rồi. Ai biểu nước ăn cho mập thay? Thèm đòn hay gì đây hả? Ai ở đâu thế? Không hay rồi, có người đến. Bộ đi dụ cô ấy ra chỗ khác. Chờ đã, giọng nói này là Tiếp Nhiên. Bỗng hạ lưu nhân. Tiểu thư Vân Hề, nhớ ta không? Không ngờ đại tiểu thư lại chịu nhiều khổ cực đến như vậy. Cho nên hôm nay ta đến chính là muốn cùng đi với các người nè. Di Tiết đâu rồi? Di Tiết, muội cũng không biết chị ấy đi đâu nữa. Phu nhân nói Di Tiết bị bệnh sốt rét, không thể ở trong nhà, liền đuổi Di ấy ra ngoài rồi à? Hơn nữa, những thứ đáng giá trên người Di Tiết đều bị phu nhân lấy đi. Thì ra là muội ta. Vậy cha đâu? Ông ấy không nói gì sao? Lão gia nào có quan tâm những chuyện này? Chuyện trong nhà đều do phu nhân một tay lo liệu. Sau khi đại tiểu thư đi, nhị tiểu thư làm khó dễ chúng tôi trăm điều. Muội yên tâm, ta sẽ đi tìm cha, trả lại công bằng cho các người. Khoan đã, hôm nay trong phủ có khách quý, chỉ sợ tiểu thư không gặp được lão gia đâu. Khách quý là thủ lĩnh của bộ tộc Tây Biên, Bắc Đường Liệt. Gần đây lão gia qua lại mật thiết với hắn ta, cứ có cảm giác thần thần bí bí thế nào ấy. Hơn nữa nghe nhị tiểu thư cũng rất phù ý hắn, Bắc Đường Liệt. Tước Nhi, ngươi lại làm biến rồi, mau ra đây cho ta. Biến rồi là đặng cô đấy.
Mau lên. Bảo ngươi đi làm việc mà lại trốn ở đây ư? Đi, Tướng Nhi biết lỗi rồi à, Tướng Nhi sẽ không dám nữa. Giết người quá đáng mà. Mình đi tìm cha nó lý lẽ. Đứng lại, ngươi làm gì vậy? Ta là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, ta muốn gặp cha ta. Phủ thừa tướng chúng ta chỉ có một tiểu thư Thiên Vân Thượng, ngươi là hàng nhái phải không? Hôm nay trong phủ có khách quan trọng, bắt cô ta à? Cha? Ngươi đâu? Sao người đây đều không biết như vậy? Ngươi là đại tiểu thư thật sao? Khoảng thời gian chúng ta ở đây họ đều ức hiếp ta. Lúc còn ở nhà, phần lớn mọi người đều không thích ta lắm. Chỉ có gì Tiết và Tướng Nhi tốt với ta. 7 tuổi ta đã bị cha đưa lên núi, sau đó thì cũng không quay về nữa. Bây giờ không có ai nhớ ta, cũng rất bình thường mà. Bây giờ làm thế nào đây? Ít nhất cũng phải chưa vào được phòng yến hội chứ. Hôm nay trong phủ có khách quý linh lẹ lên. Vâng ạ. Có rồi. Thôi đã được chưa? Con nhà đệ nhân dù có bận thế nào thì cũng có sắc đẹp hai nhiều nguyệt thẹn. Đồ nịnh bợ. Con nhà đệ nhân đẹp thật đó nha. Có người đến rồi. Các người giúp ta trong chừng cô ta, đừng hại người vô tội nhé. Được à, người cẩn thận đấy. Phim được thuyết minh bởi TV200 ORG. Tỷ tỷ, lúc nào thì chúng ta mới vào trong vậy? Đợi tiếng nhạc bên trong rồi rồi chúng ta bắt đầu đem thức ăn vào. Muội mới đến sao? Hình như ta chưa từng nhìn thấy muội. Vâng vâng ạ. Lát nữa có gì không hiểu thì làm sao ta? Nhất thiết đừng để xảy ra chuyện gì. Cảm ơn tỷ tỷ đúng là một người tốt mà. Hôm nay trời quen mây tạnh, cánh hoa đua nở. Bắc Đường công tử đến thật đúng lúc. Phải đó, non sông tươi đẹp của vùng Trung Nguyên lúc nào cũng khiến người khác lưu luyến. Nhờ có thừa tướng đại nhân, gia tộc của ta với vùng Trung Nguyên mới có thể giao hảo tốt. Ta lại có cơ hội nhìn ngắm phong cảnh ở đây một lần nữa. Công tử quá khen, ta chỉ là cố gắng hết sức vì hòa bình của hai nước mà thôi. Được rồi, các người lần lượt vào trong hầu hạ cho cẩn thận vào. Nhân tiện, gần đây bọn trộm cướp chạy trốn tán loạn ở Tây Quan. Không biết thủ quân ở cửa khẩu có đủ bảo vệ buôn bán an toàn hay không? Bắc Đường công tử yên tâm, Tây Vân Quan có 2.000 tinh binh, nhất định khiến bọn cường đạo không dám làm loạn. Vậy là quá tốt rồi. Cha quả nhiên là ở đây. Phải khiến cha chú ý đến mình mới được. Hôm nay trong phủ vị công tử mà chuẩn bị vài món ăn tinh xảo. Nào, bức tranh non sông tươi đẹp này dùng một ngôn ngữ xếp thành hình dạng non sông của hai nước, ngụ ý cho sự phát triển phồn thịnh, hòa bình mỹ mãn. Dùng bức tranh để tượng trưng cho sự hòa bình thật là rất độc đáo. Thủ tướng thật biết nhìn xa trông rộng. Không dám nhận. Sao người này cứ nhìn mình thế nhỉ? Tỷ không sao chứ? Khốn kiếp, người có biết người vừa mới làm gì không hả? Người phải biết tội, xin lỗi gia tha mạng hả? Dắt cô ta xuống, đánh mạnh 80 bản cho ta.
Khoan đã, lão gia, hôm nay có khách quý, không nên dùng hình ạ. Chỉ cần che nhận cho mình, chắc chắn sẽ dần xếp ổn thỏa. Còn dám cãi lại, dẫn cả hai xuống đánh cho ta, đánh thật mạnh vào. Thế gì, lại không nhận cho mình ư? Xin cha nguôi giận. Tại vì cái nổi giận của hai kẻ hạ nhân này, Thiên Văn Trường, sao cô ta lại đến đây chứ? Sau khi đại tiểu thư đi, nhị tiểu thư làm khó dễ chúng ta xanh điều. Còn không biết họ phạm sẽ làm gì, làm cho ta tức giận như vậy. Không được, giờ chưa phải lúc. Nha hoàng này vô cùng to gan, lại làm hỏng bức tranh non sông tươi đẹp. Đây không phải là nguyền rủa hay nước sở mặt sao? Vậy sao? Nhưng theo Thượng Nhi thấy, đây rõ ràng là điềm lành mà. Điềm lành? Ý con là gì chứ? Vùng Trung Nguyên với bộ tộc Tây Biên cũng là hai nước huynh đệ. Bây giờ hai nước hòa hợp gắn bó, chứng tỏ sau này thân càng thêm thân thôi. Con đó, cái miệng nhỏ này thật là vì giữa cha dạy dỗ đúng cách. Bắt đường công tử để người chơi cười rồi. Đây là tiểu nữ của ta, Thiên Vân Thường. Vân Thường, còn không qua cầu hỏi công tử đi. Vân Thường có tiếng bắt đường công tử. Thường nhiên, con đến muộn quá đó. Nhưng định là làm cho công tử không vui rồi, còn không mau xin lỗi đi. Thường nhiên ở đây xin lỗi công tử à? Không sao. Hắn không nhìn Thiên Vân Thường, cứ nhìn mình làm gì thế này? Thường nhiên ngày chúng ta đó, nghe nói bắt đường công tử sắp đến, còn đặc biệt đi mang bộ y phục mới. Nương à, người đừng nói như vậy. Những lời lẽ vừa rồi của cô mi thật sự rất tiện. Hai nhà hoàng này cũng không phải cố ý, nên thủ tướng trừng phạt nhẹ tay tí đi nha. Chúng ta lại cầu xin cho mình. Cha, nếu bắt đường công tử đã nói như vậy rồi, chỉ bằng thiện cách nhẹ thôi, phải một tháng tiền công của họ vậy. Ngay cả Thiên Vân Thường cũng mặt trời mọc cánh tay rồi sao? Thường Nhi, con lúc nào cũng lương thiện như vậy. Bỏ đi, nể mặt bắt đường công tử và Thường Nhi, phải một tháng tiền công của họ đi. Còn không mau cút ra ngoài. Cảm ơn lão gia khai ăn. Cảm ơn lão gia khai ăn. Cha cũng không nhận ra mình, là kỹ thuật tẩy trang của mình quá tốt rồi. Còn có Thiên Vân Thường nữa, để cầu xin thay mình. Rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ? Vân Hải đại nhân đừng nản lòng, thừa tướng nhất định vì có cách ở đó mới không tiện nhận nhau với người thôi. Kỹ thuật tẩy trang tốt ở Linh Vân Sơn xin là vua mà. Ta không những có kỹ thuật tẩy trang tốt mà vận khí cũng rất tốt nữa đó. Các người đón xem quý nhân hôm nay giúp ta giải vây là ai? Vân Hải đại nhân đằng sau. Quý nhân mà cô nương nói là tại hạ sao? Phim được thuyết minh bởi tv2.org. Quý nhân mà cô nương nói là tại hạ sao? Người này vừa rời ở yếu mọi thứ nhìn thân chăm minh. Ta nói là chị tiểu thư Thiên Vân Thường có quan hệ gì với ngươi vậy? Thất lễ rồi. Tại hạ chỉ là tầm thấy cô nương rất quen thôi. Xin hỏi, quý danh của cô nương là gì ạ? Trong này cứ như không biết tụi nhỉ? Nơi này không tiện nói đâu. Dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi biết? Khoan đã. Buông tay. Con là đại nhân của đến cứu người đây. Ha ha ha.
Chú ý đến kỹ năng thì thêm bánh ngọt. Sao đột nhiên lại nhớ như vậy vậy? Cẩn thận. Cách không thủ vật, đây là công phu gì vậy nhỉ? Đây là thành công phòng sói đó. Bỗng phương gia, mặt hàng lên báo. Hôm nay phủ thị chính mở tiệc chưa đại thủ lệnh của bộ tộc Tây Biên bắt đường liệt. Hơn nữa, Vương Phi cũng đang ở trong phủ thừa tướng ạ. Cô ta quả nhiên là bậc thám do Thiên Ngọc Thiên phái đến. Đi, đến gặp bọn chúng thôi. Các bạn đang xem phim trên Nhân Tiên. Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Tôi chết mà rồi, hôm nay không có gì suôn sẻ cả, vô mỹ đâu. Sao đột nhiên lại yếu đi như vậy nè? Lại là ai bố trí ma trận này đây hả? Chà. Đúng rồi, mình phải mau chóng đi tìm cha, hỏi rõ tung tích chi tiết mới được. Thôi người không sao chứ? Ai lại không có mắt như vậy? Là ta không đúng, ta xin lỗi. Nhưng mà nãy tình chúng ta điều ngã, cho nên coi như hoài được không? Láo sược, tiện tì chết tiệt này, đâm vào chữ tử còn giống ngụy biện á. Tiểu thư, hình như là nha hoàng ở trên yến hội đó. Nha hoàng đó à? Vâng. Tiện tì này, người giỏi lắm. Chẳng những mới ngược bắt được công tử còn đâm vào tiểu thư, quỳ xuống cho ta. Vì tiểu thư đã ra lệnh rồi còn không mau quỳ. Mới mấy ngày không gặp, đã không có giáo dưỡng như vậy rồi. Nhìn thấy tỷ tỷ cũng không có hành lễ sao? Tiện tì này đang nói bậy cái gì vậy chứ? Nhà đầu ngốc nhà ngươi, mở to mắt lên mà nhìn cho rõ. Cho dù ngươi không nhận ra ta, nhưng chắc ngươi biết Dạ Vương Phi là ai chứ nhỉ? Dạ Vương Phi, chẳng lẽ ngươi là... Biết thì tốt, mau tránh đường, ta muốn đi tìm cha. Nô tài lẻo mép. Cái gì? Ngươi đâu? Mang chuyện tình này về cho ta, ta muốn đích thân trị tội hả? Chuyện tình nhà ngươi to gan thật, nhìn thấy bổn tiểu thư cũng không mau hành đại lễ. Các ngươi buông ta ra, muốn ta hành đại lễ với ngươi, ngươi nhận nổi sao? Nói thế nào ta cũng là tỷ tỷ của ngươi đấy. Tỷ tỷ ư? Ngươi xứng sao? Ngươi chẳng qua là giả chúng được ngươi ở trên núi. Nếu như không phải ta cho cơ hội, e rằng cả đời này ngươi cũng không có cơ hội đến kinh thành. Nếu đã không chịu hành đại lễ, các ngươi ấn ả ta quỳ xuống cho ta. Đừng nói ta là tỷ tỷ, dựa vào thân phận giả cung phi của ta, nếu quỳ cũng phải là ngươi hành đại lễ với ta đó. Chẳng lẽ ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Được thôi, nếu ngươi đã là Dạ Vương Phi, vừa nãy lại ở trên yến hội liếc mắt đưa tình với Bắc Đường công tử, bất thủ phụ đạo. Nếu như bị Dạ Vương gia biết, ta xem ngươi có còn làm Vương Phi được hay không? Đồ ngốc! Cho dù ta có cắm sừng tên khốn Dạ Vương đó, thì người ta cũng chỉ biết là Thiên Vân Thường mới làm. Trên đời sao có loại người vô liêm sỉ như ngươi chứ? Là ai ở đây nói những lời ngông cuồng? Ai dám nói xấu Vân Thường nhà ta thế? Cha, mẫu thân. Cha, mẫu thân, may mà người với cha đến kịp lúc. Nếu không thì danh dự của Thường Nhi đã bị người khác phá hủy rồi. Mẫu thân, Thường Nhi ngoan đừng sợ. Chịu không nổi mà lại bắt đầu diễn rồi. Vân Hề bái kiến cha.
Thật sự là con à? Vân Hề, sao ngươi lại về đây? Còn mặc như thế này nữa? Vân Hề đến tìm Tuyết Nhi và dì Tiết à? Con về khi nào vậy? Có ai biết không? Chẳng lẽ Dạ Ung Minh cũng đến rồi? Vân Hề đành lén lút quay về thăm dì Tiết không ai biết cả à? Thân phận của con là gì chứ? Có chủ tử nào đến thăm nô tài sao? Con thế này còn ra thể thống gì nữa? Cha, tỷ ấy dựa vào tên tuổi của Vương Phi ức hiếp và muốn giành bắt được công tử với con. Trước khi xuất giá ta đã dặn con thế nào? Làm ra chuyện quá giới hạn thế này sẽ hại cả tướng phủ đấy biết không hả? Bây giờ con lập tức quay về cho ta. Quay về cũng được, nhưng con có hai điều kiện. Thứ nhất, con muốn dẫn Tước Nhi đi. Thứ hai, các người phải đồng ý tìm dì Tiết, đồng thời thì khỏi bệnh của dì ấy cho con. Tại sao dì Tiết lại bị đổi khỏi tước phủ chứ? Tại sao hoa tai huyết ngọt trên người dì ấy lại đem tặng cho thái tử? Phu nhân, có chuyện này sao? Lão gia, bệnh của dì Tiết đã vô phương cứu chữa, lại là bệnh truyền nhiễm, ta chỉ có thể đuổi bà ấy đi thôi. Phải đó cha, Tước Nhi cũng ở bên cạnh con rất tốt, nào có ai dám bất hiếp cô ấy chứ? Nói bậy, ngày nào các người cũng bảo dì Tiết làm việc nặng nhọc, dì ấy sao không bệnh chứ? Vân Hề, con không thể ngậm máu phun người được. Bảo Hoàng Nhân làm chút việc thì gọi là ngược đãi sao? Huống hồ Vân Thường nhường vị trí Vân Phi cho con, con mới có cơ hội rời khỏi Linh Vân Sơn. Nhường á, không ngại tội khi quân bắn tập hai mùi mùi gã vật giả vương phủ. Con không phải vì ta từ nhỏ đã bị cho là đứa trẻ xui xẻo hay sao? Vậy ta không để ý trả lại vị trí Vân Phi này cho mùi mùi láo xược. Con khỉ ngang ngược này, thật là coi trời bằng vung mà. Người thế nào thì sinh ra nữ nhi thế ấy? Trước đây mẫu thân của tỷ tỷ ghen ghét mẫu thân của ta, dùng ta thực hại người nham hiểm độc ác. Tỷ tỷ thật là tre già măng mọc mà. Thật không hổ danh là mẹ con. Vương gia, thuộc hạ đã tập hợp 10 ngựa, bất cứ lúc nào cũng thể bao vây phủ thừa tướng. Không cần, chỉ là đến đón người, không cần làm to chuyện. Nhưng mà Vương Phi về nhà mẹ đẻ có gì đáng lo chứ? Hổ dữ không ăn thịt con. Chi Ngạo Thiên có độc ác thế nào cũng sẽ không hạ thủ với nữ nhi của mình. Đi thôi, vâng ạ. Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Nói ta thế nào cũng được, nhưng ta không cho phép nó mẫu thân ta. Thường Nhi, nhà đầu ngang ngược này cũng thật không có giáo dưỡng, sao có thể động thủ chứ? Dì à, nể mặt dì là trưởng bối, còn đã không tìm gì tính sổ, nhưng xin dì tự trọng. Cấm miệng. Cái đầu bất hiếu này, mau xin lỗi muội muội của con đi. Năm đó ai nhiều lần hãm hại mẫu thân con, trong lòng người hiểu rõ nhất mà. Từng gì phải đảo lộn phải trái trắng đen, mẫu thân con không hại ai cả. Nữ nhân đó hại người hại mình, chứng cứ rành rành, con đừng ở đây ngông cuồng nữa. Người đâu? Lôi đầu bất hiếu này ra ngoài đánh mạnh 30 bản cho ta. Đứng lại. Hôm nay trong phủ có khách quý, người không phận sự không được vào trong. Dạ vương gia ở đây, ai cho có người láo xược? Dạ vương gia, tiểu nhân sẽ lập tức đi bẩm báo với thừa tướng. Ta đến đón vương phi, không cần quấy rầy thừa tướng. Vương gia, vương gia, con biết sai chưa hả? Con không sai, dựa vào cái gì mà xử oan con, dựa vào cái gì mà xử oan mẫu thân con? Con... Nếu con đã không biết hối cải như vậy, đánh cho ta, đánh khi nào nó nhận sai thì thôi. Dùng hết sức cho ta. Các người không thể đánh ta, ta là Dạ Vương Phi đó. Dạ Vương Phi thì thế nào? Cho dù vương gia đến, ta cũng có thể dạy dỗ nữ nhi của mình. Vương gia, vương gia, xin người dừng bước ạ. Đánh cho ta. Dừng tay. Là ai? Lão gia, dạ vương gia, không cho nô tài bẩm báo ạ. Tiểu nhân không dám ngăn cản nhiều, xin người tha tội. Tình khốn dạ vương, sao hắn lại đến đây? Thì ra là dạ vương gia đến. Thứ lỗi lão phu không nên đón từ xa.
Thiên thừa tướng không cần để ý. Sao vương gia không để hạ nhân thông báo một tiếng? Chuyện gì khiến người đích thân vội vàng đến đây như vậy chứ? Hôm nay bổn vương là đến đón vương phi của bổn vương. Chắc là gần đây công việc bổn vương bận rộn, không để ý đến nàng. Không ngờ nàng ấy lại về phủ thừa tướng một mình. Đến đón mình, hắn ta phát hiện mình không ở trong phủ rồi sao? Tiêu rồi. Hắn ta đang nhìn mình, chẳng lẽ nhận ra mình rồi sao? Lão thần thấy Vân Thường tự ý về nhà, hỏi lý do thì biết được con bé không báo cho vương gia biết mà tự ý quay về. Không biết vương phi của bổn vương phạm đại tội gì mà phải bị đánh vậy? Trước đây nghe nói dạ vương gia có phong thái hiên ngang, mặc dù toàn thân tỏ ra khí chất lạnh lùng, nhưng có một phu quân như vậy cũng coi như không uổng phí cuộc đời rồi. Đáng ghét, hồi cho nha đầu ngang ngược đó rồi. Thường nhi tùy ý làm bừa như vậy, lão thần sợ sẽ gây tổn hại đến thể diện của vương gia, cho nên nhất thời nổi giận. Thường nhi, còn không mau qua đây nhận tội với dạ vương gia. Thiệt luôn hả? Nói mấy câu liền hóa giải lỗi lầm thành nghĩ cho người khác rồi à? Ta tự ý về phủ, vẫn xin vương gia đừng trách tội. Thường nhi, ở trước mặt vương gia sao có thể tự xưng là ta? Sao còn không hành lễ? Thật là quá không có gì cũ đấy. Ghét quá đi, vương gia còn chưa nói gì. Thật là lo chuyện bao đồng mà. Thiết thân bái kiến vương gia, xin vương gia tha tội ạ. Vương phi không cần giữ lễ tiết. Mời vương gia cùng lão phu đến tiền sảnh. Lão thần đã chuẩn bị trà bánh thượng hạng rồi ạ. Không cần đâu, bổn vương có việc. Nếu đã tìm được vương phi của bổn vương, vậy bổn vương xin cáo từ. Phải rồi, sao không lợi dụng cơ hội lần này chứ? Dạ vương gia đã có việc, lão thần không giữ lâu nữa ạ. Khoan đã, vương gia, thiết thân ở vương phủ rất cô đơn, mới lặng lẽ quay về phủ thừa tướng. Nếu như có thể đưa nha hoàn cùng thiết thân lớn lên từ nhỏ làm bạn, thiết thân sẽ không chạy lung tung nữa. Nhà đầu này cũng rất tinh ranh đấy. Cơ hội tốt như vậy, mình bị ngốc mới không lợi dụng. Đúng rồi, còn có tung tích gì tiếp? Phiền cha trong vòng 10 ngày tìm giúp con nhé. 10 ngày? Cái này... Nếu như không gặp được gì tiếp, nữ nhi sốt ruột không chắc sẽ nói nhảm cái gì đâu. Lại giống như giúp lão phu, sớm biết thì không nên để nó gả vào giả vương phủ rồi. Cha nhất định sẽ toàn lực lo liệu ổn thỏa. Cũng xin dạ vương phi tuân thủ lễ pháp, ngoan ngoãn ở lại dạ vương phủ và đừng làm ra những chuyện ảnh hưởng đến thân phận nữa. Đáng ghét, dạ vương phi, người xứng sao? Đây mãi mãi là ta bố thí cho ngươi. Thiên Vân Hề, chúng ta cứ chờ xem. Lão thần cung tiễn vương gia. Đúng rồi, nghe nói hôm nay thừa tướng tổ chức yến hội ở nhà, còn mời một vị khách quý. Là một vị bằng hữu của lão phu, hiếm có dịp đến kinh thành một chuyến. Là từ Tây Biên đến sao? Cậu ấy rất thích Vân Du bốn phương ấy mà. Thì ra nàng là dạ vương phi sao? Tốt quá rồi, xem ra thân phận dạ vương phi cũng có chút tác dụng. Lần này là có thể làm xong làm bậy với Tước Nhi, nghĩ tôi đã thấy vui rồi. Đã nói trước đó, ta không thích người chút nào hết. Nhưng mà hôm nay cảm ơn người. Các bạn đang xem phim trên Nhân TV H. Vân Hề, tập chê là đại sự cả đời của nữ nhi. Đây là lễ vật quy sư chuẩn bị cho con. Hoa đẹp quá đi. Sư phụ, đây là hoa gì vậy ạ? Trước giờ con không thấy ở Linh Vân Sơn. Đây là hoa u lan, không sinh trưởng ở Linh Vân Sơn. Sư phụ, nô tỳ thỉnh an vương phi ạ. Mấy người các ngươi nhanh lên đi. Vâng. Vương phi, xin vương phi đi theo chúng nô tỳ. Ta đi với các ngươi, nhưng không được tìm Tức Nghi gây chuyện, tuân mệnh. Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra.
Nói đi, các ngươi biến ta thành bộ dạng kỹ nữ thế này là muốn làm gì hả? Chúng nô tì chỉ là phụ mệnh hành sự. Mau mau. Dạ vương phủ. Đáp án ở trước mặt, mời vương phi lên xe ngựa đi ạ. Dù sao phải nói cho tao biết đi đâu chứ. Người lên ngựa sẽ biết thôi ạ. Muốn chạy đi đâu? Buông tay ta. Sao mình lại cực nhã như vậy mà thả xuống? Đây không phải là chuyện bình thường giữa phu thê sao? Đau quá đi. Ngươi muốn ném ta khỏi trái đất này sao? Là ngươi bảo ta thả ngươi xuống mà. Sao vậy? Không muốn tự xuống hay để bọn cô bế ngươi xuống nhé? Gì lạ quá, biết rõ hắn ta một cái móng heo nhưng ngửi vẫn thật thơm nha. Sao giờ ta còn chưa đến nữa? Ta nghĩ cũng sắp đến rồi đó. Yên tâm đi, hồi nãy thương muội nhất, bằng cỡ nào cũng sẽ đến mà. Tử mặt ca ca nói đúng, không biết hồi nãy có dẫn Phương Phi tổ cậu đến không nhỉ? Phương Phi gì chứ? Dạ U Minh mặt hang chết tiệt đó. Ngày nào đó rõ ràng là ta nhìn trúng trước. Hồi nãy cũng đồng ý tặng ta rồi vậy mà lại lật lọng. Huynh thôi đi, tặng Huynh à. Hoàng thượng ban hôn, cưới hỏi đàng hoàng, từ đầu chiếc cuối có việc gì của Huynh chứ? Có thể khiến tử mặt ca ca nhí như vậy, thú vị đây. Mình muốn xem là nữ nhân thế nào. Dạ vương gia đến. Dạ ca ca. Dạ ca ca Huynh đến rồi. Dạ ca ca xin nhớ Huynh lắm đó. Nhìn phủ công chúa của muội được sửa sang lại Huynh thấy thế nào? Muội thích là được, không cần để ý cách nhìn của người khác đâu. Vẫn là dạ ca ca hiểu muội nhắc mà. Nhìn thấy chưa, đây chính là tình cảm không gì phá vỡ nổi đó. Nàng ta là ai vậy? Lam Sư là muội nhỏ nhất của tự đệ. Dạ Huynh luôn cưng chiều muội ấy. Mấy người các người còn không nhanh chân lên. Dạ ca ca bên này. Thiếu một cái ghế rồi. Là muội sư ấy, trước đây đều là bốn người, không ngờ hôm nay nhiều hơn một người. Không sao đâu, bảo người đem thêm một cái ghế là được. Nữ nhân này còn ra vẻ độ lượng chứ gì. Hoàng thượng ban hôn. Hoàng thượng ban hôn. Đúng rồi, tỷ là tỷ thuốc giả ca ca sủng nhất nhỉ. Nghe nói giả ca ca vì tỷ mà lạnh nhạt với Phương Phi mới vào. Sủng thiết. Có lẽ sẽ không ngủ ở phòng cũ đâu. Muội đang nói gì vậy? Tỷ ấy không phải là Phương Phi sao? Là Phương Phi sao? Sương Nhi còn nhỏ, không ngờ dạ ca ca lại dẫn Phương Phi đến. Tỷ đừng để bụng nha, Phương Phi tỷ tỷ. Không đâu, người không biết không có tội, ta không để bụng đâu mà. Phản đồ nhận Huynh lại bán rẻ ta. Công chúa, ở trường đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, đến giờ có thể thay tiền à? Nhất định phải để mọi người đều vui vẻ đấy. Hôm nay là ngày đặc biệt vì sao? Hôm nay là sinh thần của Lam Sương. Cũng là ngày cặp kê của muội ấy. Thời gian trôi qua thật nhanh, cặp kê sao? Đúng rồi. Mo phòng ở đâu vậy? Ở bên đó. Tỷ ấy là thiên kim tiểu thư thật sao? Từ ngữ thu tục đó mà cũng nói ra được. Vương Phi thú vị lắm. Tính tình hào sảng, công phu cũng không tệ. Để ra có khí phách nữ hiệp. Chẳng trách ngay cả mỹ sát cũng có thể bị tỷ ấy thuần phục. Mỹ sát không thể nào. Không phải nó chỉ nhận giả ca ca là chủ nhân sao?
Có chuyện này sao? Để tận mắt nhìn thấy mẹ sát ngoan ngoãn như một con thỏ ở trước mặt tỷ ấy đấy. Ấy chà, không tệ nha. Mặc dù cái nào này cố tình chăm chọc mình, nhưng sư phụ từng nói tập kê là việc lớn cả đời, vẫn nên tặng cho mụ ấy một món lễ vật. Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Thì ra là một tiểu thư ấy, thật là một kẻ ngốc làm phiền người khác thanh tu. Ngươi, ngươi nhìn thấy ta sao? Đúng vậy, ta có chuyện muốn nhờ mi giúp. Giúp? Rốt cuộc ngươi là ai? Sao có thể nhìn thấy ta? Thì ra là vậy. Bằng hộ của ngài ấy chính là bằng hộ của ta. Nói đi, có chuyện gì? Hôm nay là sinh thần của chủ nhân trong phủ này. Ta muốn tặng phần hoa cho mụi ấy. Ngươi có thể tìm giúp ta không? Không thành vấn đề. Ngươi muốn tìm hoa gì? Hoa u lan. Hoa u lan sao? Không hổ danh là bằng hộ của linh cừu cố đại nhân. Có thể không? Cái này hoa u lan là tiên gia kỳ 2000 năm mới nở một lần. Tiểu hoa yêu như ta không có. 1000 năm mới nở một lần. Hơn nữa hoa này sinh trưởng ở bên thác Ai Ha, quanh năm có bóc tuyết không dữ, người thường không thể đến gần. Ta chưa nghe sư phụ nói tới chuyện này. Có điều, mặc dù ta không có hoa u lan, nhưng ta có lẽ vật sinh thành còn thích hợp hơn với công chúa. Hoa này tên là cơ tử lan, tuy không bằng hoa u lan nhưng cũng là vật quý 300 năm mới nở một lần. Công chúa nhất định sẽ thích. Cảm ơn mai tiểu hoa yêu. Bắc đường công tử, chuyện hôm nay là việc lớn. Ngươi nhất định phải nghe theo lão phu. Ta biết rồi. Đó không phải là nam nhân mạnh nhất của tộc Tây Biên Bắc đường liệt sao? Sao hắn ta cũng đến vậy? Còn thân mật với thiên thừa tướng nữa chứ. Con rùa già thiên ngọc thiên đó, ngay cả đàn rùa cũng lười thuộc vào rồi. Nhân tiện, sao nữ nhân này lại lâu như vậy? Không phải bị lạc đường rồi chứ? Đến rồi, vương phi tẩu tẩu, tụi đệ ở đây này. Cô đi đâu đó? Sao lâu dữ vậy? Nô tỳ chỉ là phụng mệnh hành sự, lát nữa vương gia sẽ biết thôi ạ. Mời vào, mời vào, mời đại nhân vào trong. Mời đại nhân đi bên này. Tôn đại nhân mời ngồi. Bên này, bên này. Tư đồ đại nhân tặng một miếng ngọc thích như ý. Chúc Lâm Xuyên công chúa may mắn như ý. Thái tử điện hạ tặng một ống hương hồng ngọc khảm vàng rồi khắc hình đôi chim hoang long điện khí. Chúc công chúa điện hạ tú cát trường sinh. Quý giá thì quý giá thật đó, nhưng đều là những vật tầm thường. Đúng rồi, sao thái tử ca ca không đến vậy? Bẩm công chúa, thái tử điện hạ bệnh rồi ở trong phủ tu dưỡng ạ. Hôm trước hoàng thượng bảo vệ ca ca tham gia quân vụ, đám người đó gió chiều nào miếng chiều nấy. Chúng ta đều nhạy cảm với vấn đề của Tây Biên, rốt cuộc là chiến tranh hay hòa bình, các phái đều đang đón ngoài tâm ý của hoàng thượng. Bề ngoài là tiền sinh hoạt của công chúa, thực chất là hành tặng lễ vật đấu sức với nhau. Nói đến việc dạy ca ca tham gia quân vụ, người đứng ngồi không yên nhất là thiên thừa tướng tặng một cặp vòng san hô song long hí châu màu bạc, một mũ phượng hoàng tương cánh sáu mặt cảm đá quý, một cặp nhẫn hồng ngọc nặng vàng và một cây trăm hoa cỏ trắng men. Lão thần chúc công chúa bách phúc cụ trân, hy vọng công chúa hạnh phúc hậu phùng thiên hạ. Xem đi, quả nhiên hào phóng mà. Hạ một chi đến bảy chúng ta. Huyền tướng quân tặng một cặp cẩm lý bảy màu. Thế nào? Làm tốt lắm, ta thích. Xem lễ vật của ta đi. Ngọc vô gia tặng một bộ nữ công điểm khí khảm ngọc. Chúc Lâm Xương công chúa sớm tìm được lương nhân. Đáng ghét, dám chế nhạo ta. Không thèm chắc hơn. Không biết dạ ca ca tặng gì nhỉ? Đây là... Trời ạ, vật báo vô giá đó. Hay chẳng lẽ là vật báo giá trị liên hoàn trong truyền thuyết sao? Dạ vương gia tặng một viên dạ minh châu chín màu. Chúc quốc chi minh châu, Lâm Xương công chúa vĩnh hộ phúc trạch.
Quả nhiên vậy ta sẽ thương mình nhé. Tiểu tử này, phiền con đầu ra một bảo bối thế này không tệ nha. Tạ phụ hoàng khen ngợi. Bắt đường về công tử của bộ tộc Tây Biên tặng một chiếc tóc ngọc lưu ly 7 màu. Hôm nay được mở mang tầm mắt rồi. Chơi lớn thật đó, đó là bảo bối của một Tây Biên đó nha. Cầu hòa sao, lần này có sạch công sức của dạ ca ca rồi. Bảo vật của quý đến mấy cũng không bằng một phần vạn công chúa điện hạ. Tại hạ thay mặt bộ tộc Tây Biên chúc công chúa điện hạ sinh thần vui vẻ. Nói hay lắm. Có bằng hữu từ phương xa đến, Tây Biên có thành ý như vậy làm trẫm cảm thấy rất vui. Hoàng thượng, lần này bắt đường công tử đến là hy vọng xóa bỏ hiềm khích, khôi phục quan hệ với chúng ta. Từ xưa đến nay, Tây Biên chúng ta và vùng Trung Nguyên đồng khí liên chi. Cho dù ngẫu nhiên có xung đột, chỉ cần hóa giải hiểu lầm, mọi người vẫn là huynh đệ. Bắt đường công tử nói rất đúng. Hoàng thượng, người xem chúng ta. Nếu như lễ vật đã tặng xong, thì xin phụ hoàng hãy triển khai tiệc ạ. Chắc Sương Nhi cũng sốt ruột rồi. Được, khai tiệc. Khoan đã. Thường Nhi, sao con lại không biết lớn nhỏ lỗ mãn như vậy? Lễ vật chúc mừng công chúa đâu, sao không thấy? Chẳng lẽ con chỉ mang một cái miệng đến thôi sao? Các bạn đang xem phim trên Nhân TV HD. Sao có thể à, con cũng có một phần lễ vật muốn tặng cho Lan Xuyên công chúa. Hội yến lần này, chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Ngày mai, ta sẽ mượn lý do hai nước thông thương, khuyên hoàng thượng mở cửa trọng tấn vùng biên giới. Nếu như cách này khả thi, đợi thời cơ đến, chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp. Nhưng chúng ta tùy tiện xuất kích, đám người dạ U Minh tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Yên tâm đi, trước giờ Thái Hậu không thích dạ U Minh. Nếu như xảy ra tranh chấp, bà ấy nhất định sẽ đứng về phía chúng ta. Sương Nhi, sao con lại không biết lớn nhỏ lỗ mãn như vậy? Lễ vật chúc mừng công chúa đâu? Sao không thấy con tặng? Chẳng lẽ chỉ mang một cái miệng đến sao? Sao có thể ạ? Con cũng có một phần lễ vật muốn tặng công chúa. Công chúa nhất định cũng không đoán ra đâu nhỉ? Họ cũng lười đoán. Thường Nhi, con vừa lễ quá đó. Từ nhỏ Lan Xương công chúa đã được hoàng thượng sủng ái, thì trên dị bảo gì mà chưa từng thấy qua? Con có tư cách gì ở đây lẻo mép? Con nào có? Không biết lớn nhỏ, vào nhà chồng rồi thì quên đi cũ trong nhà vậy rồi sao? Đủ rồi. Hôm nay là thọ yến của công chúa. Ai cho phép mẫu tử các người ở đây tranh luận làm loạn hả? Trận này rất thiếu về lễ vật chúc mừng của con đó. Mau lấy ra đi. Lễ vật của con là một vòng hoa. Vòng hoa? Cái gì vậy chứ? Con gả vào giả vương phủ mà lại trở nên không hiểu lễ phép như vậy sao? Sao lại tặng lễ vật nghèo nàn như vậy? Chẳng phải là nhục giả vương gia sao? Ngay cả vi phụ cũng mất hết thể diện theo con rồi. Cha, ta đường đường là giả vương gia, không cần vương phi tự chuẩn bị lễ vật. Không ngờ là viên kia lại đặc biệt chuẩn bị. Tấm lòng này sao có thể so sánh với những đồ vật tầm thường mà chúng ta tặng chứ? Tình khốn này coi như cũng tốt đó. Cái này, ngoài ra, thiên thừa tướng với thiên phu nhân ở nơi này ồn ào như vậy. Người không hiểu lễ nghi, rốt cuộc là ai chứ? Phu gia sủng ái tiểu nữ như vậy, lão hoàng cảm thấy rất vui. Nhưng mà thân phận của phu gia đặc biệt, bây giờ lại được hoàng thượng giao phó trọng trách quân vụ, càng phải thận trọng trong lời nói và việc làm hơn mới phải. Nhưng trái lại phu gia không xem quy củ lên đường ra gì cả, thế này mà được sao? Hình như mình gây phiền phức cho công chúa này rồi. Dạ nghe. Vừa rồi thật sự giả vương phi đụng chạm trước. Con có thể sủng con bé, nhưng không phân biệt lớn bé nặng nhẹ. Ai rằng con không phát kỳ vọng của phụ hoàng con đối với con đó. Hoàng nãy nãy, hoàng huynh không có ý đó đâu. Ai do em nói chuyện với vợ nhi.
Hoàng nữ này, người đừng cắt ca ca nữa. Thật ra con rất thích phòng hoa này. Thanh lệ thoát phục, mùi hương thơm thoảng sọc vào mũi. Đây, chẳng lẽ chính là hoa cơ tử lan hay sao? Cơ tử lan? Hoa này 300 năm mới nở một lần, rất khó sống, rất dễ hỏng. Hơn nữa, phải là người có tính cách cực kỳ cao thượng mới có thể có tư cách chăm sóc loài hoa này là bông bốn kia. Nhiều bốn quá. Bông bốn từ đâu đến vậy? Có lẽ là bị mùi hương của cô Tử Lan thu hút mà đến đó. Trước đây ta chỉ được nhìn thấy nó trong tập tranh vẽ mà thôi, đã luôn cực kỳ khao khát. Lúc trước tổ phụ của các con nhận được một cây từ một vị thế ngoại cao nhân. Mặc dù dày công chăm sóc nhập ra nụ hoa, nhưng Aya lại không thể nhìn thấy nó được. Đúng lúc hôm nay là ngày cập kê của cháu gái ngoan của ta. Cơ tử lan quý giá hiếm có, rất xứng với sinh nhi của ta đấy. Tốt lắm, tốt lắm. Dạ vương kia có lòng đó. Không ngờ cô luôn bị nhốt trong phòng tối, còn có thời gian chuẩn bị lễ vật cho Lam Sương. Nhưng mà phụ công chúa không có hoa này, là ở đâu ra vậy? Dù sao ta cũng không trộm không cướp. Ngay cả cơ tử lan cũng có thể gây trồng thành công. Dạ vương phủ quá lợi hại rồi. Vẫn là hoàng thượng có mắt nhìn người mà. Phải đó, được rồi. Khai tiệc đi, khai tiệc. Nào quý đại nhân, thừa tướng cạn. Cạn đi. Bắc Đường công tử chắc đã quen với nếp sống của vùng Trung Nguyên nhỉ? Vùng Trung Nguyên đất rộng của nhiều, tài nguyên lại phong phú. Chủ ngôi của phương Bắc và canh cải của phương Nam lại có thể cùng lúc xuất hiện trên bàn. Tại hạ được mở mang tầm mắt rồi. Chỉ là phải này không được tươi cho lắm ạ. Nếu như có ngựa nhanh hơn vận chuyển. Hoàng thượng, vùng Trung Nguyên có sản vật, còn Tây Biên thì có ngựa tốt. Chi bằng chúng ta có thể theo nhu cầu của nhau, mở cửa vùng biên giới làm bến cảng thông thương. Như vậy vừa vực dậy nền kinh tế, vừa nâng cao thu nhập của người dân, chẳng phải một công đôi việc sao? Ngựa tốt. Bây giờ Tây Biên đã có ý giảng hòa, lại tỏ rõ thành ý như vậy. Thần cho rằng đây là cơ hội tốt, không nên bỏ lỡ ạ. Hoàng thượng, trọng tấn vùng biên giới là yếu điểm quân sự. Mở cửa bến cảng tuyệt đối không phải chuyện ngô, xin hoàng thượng suy nghĩ cho kỹ ạ. Hoàng tướng quân lo lắng cũng không phải không có lý, nhưng một mực dậm chân tại chỗ tuyệt đối không phải kế lâu dài. Hay là quyền tướng quân không tin vào khả năng giữ gìn nước nhà của bản thân? Nhưng chúng tôi sẵn lòng với ngựa tốt để thúc đẩy mua bán hòa bình lần này. Vậy thì sau yến hội này, mời công tử vào cung bàn bạc kỹ càng chuyện thông thương nhé. Tạ bệ hạ. Chúc mừng phụ hoàng và Bắc Đường công tử đạt được mục đích ban đầu. Nhưng mà nói đến ngựa, mấy ngày trước khi thần bồi dưỡng ra một loài mới, đủ để địch với ngựa tốt của Tây Biên đấy ạ. Có chuyện này sao? Mọi người đều biết ngựa của Tây vực ta không ai có thể địch lại. Dạ vương điện hạ không phải ngạo mạn đó chứ. Nếu như đã vậy, chỉ bằng đổi với bổn vương đi. Rốt cuộc ngựa của ai mới là thiên hạ đệ nhất đây? Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Chuyện thú vị như vậy, bổn công chúa cho phép đấy. Đừng kích động. Thế nào, bắt được công tử sợ rồi sao? Dạ vương điện hạ dốc lòng mời, sao tại hạ có thể không tiếp? Vừa vặn, để tại hạ lĩnh giáo một chút kỹ thuật cưỡi ngựa của phương gia không? Đỏ với Bắc Đường công tử không phải bổn phương, mà là nàng ấy. Cái gì? Dạ vương phi sao? Để vương phi đi cưỡi ngựa cái này. Dạ vương điện hạ, người đang nói đùa hay sao? Bổn vương giống đang nói đùa lắm sao?
Tên khốn giả vương này rốt cuộc đang nghĩ gì? Phụ hoàng, ngựa tốt như thần nuôi, nếu để người không có kỹ thuật cưỡi ngựa cưỡi, vẫn có thể thắng được ngựa của Bắc Đường công tử. Vậy mới là thiên hạ đệ nhất thật sự đấy ạ. Được, vậy hôm nay trẫm đến làm người phân xử cho các con. Tạ phụ hoàng. Người đâu, dắt ngựa. Cố lên, tẩu làm được mà. Không phải chứ. Đó chính là người tốt mà giả xuống điện hạ nuôi sao? Quả nhiên tướng mạo phi phàm. Thì ra làm ngay à Tử Vi? Đã lâu không gặp, nhiệt khăn của tôi. Hôm nay cô muốn cưỡi tôi à? Để tận mắt nhìn thấy mỹ sát hoa ngoãn như một con thỏ trước mặt tỷ ấy. Kém tỷ đó. Ngựa này không sai, chính là ngựa tốt nhất mà bổn vương bồi dưỡng đấy. Không biết so với thiên lý tiết đề của Bắc Đường công tử thì thế nào đây nhỉ? Trước giờ ông chưa từng nói giả ông Minh có xích lông không? Ta đã nói đừng kích động mà. Chuẩn bị xong thì bắt đầu nhé. Mọi người thi đấu cưỡi ngựa là giả vương phi và Bắc Đường công tử lên ngựa ạ. Xích lông câu có thiên lý tiết đề, khó lường trước thắng bại đây. Nếu như lúc này đi dạo U Minh được thế, kế hoạch của chúng ta có thể bị bỏ lỡ đó. Phú quý hiểm trung cầu, dạo U Minh hùng hổ dọa người như vậy, nói không chừng chính là cơ hội tốt của chúng ta đấy. Bắc Đường công tử nói, ta có chuẩn bị mà đến, có thể hơn tên dạo U Minh đó một chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Mưa rồi, mau dìu các thượng tử vào hiên cứu mưa đi. Thì sinh thần của người ta mà. Thời tiết xấu quá. Hoàng thượng, chuyện thông thương, cụ thể là mở cửa bến cảng nào, cần thận trọng quyết định. Nếu mưa đã lớn như vậy, chi bằng đến phủ của phi thần bàn bạc kỹ càng ạ. Đừng mà phụ hoàng, hôm nay là sinh thành của người ta, các người ai đây đều là người xấu đấy ạ. Phải đó phụ hoàng, nếu như mọi người đều đi rồi, ai ở cùng loan xương chứ. Phải đó, thiên thừa tướng có suy nghĩ đến cảm nhận của công chúa không vậy? Là vì thần suy nghĩ chưa thỏa đáng, mong công chúa tha tội ạ. Nhưng bây giờ mưa lớn, yến hội không thể tiếp tục được nữa. Cái này... Không muốn không muốn, yến hội người ta mất nhiều tháng chuẩn bị, đừng bỏ như vậy mà. Xin nhiên. Trời nổi cơn giông bất ngờ. Công chúa điện hạ, chúng ta không thể đấu với trời đâu ạ. Không hẳn đâu. Trời thì chết, người thì sống. Chẳng qua chỉ là một trận mưa nhỏ, có nhiều cách mà. Con định làm thế nào? Từ lửa đỏ trên cây đó còn bao nhiêu? Bẩm vương phi, trong kho còn rất nhiều ạ. Còn mình thì sao? Cũng còn nhiều lắm ạ. Phiền các ngươi lấy một ít qua đây. Vâng. Dạ vương phi rốt cuộc muốn làm trò gì đây? Lần này cô lại muốn làm gì? Vương gia muốn biết sao? Nói. Không nói cho ngươi biết. Dạ vương phi, người xem như đây đã đủ chưa ạ? Có cần ngươi phải lấy thêm không ạ? Để ta xem, hình như còn thiếu đâu. Ở gấp khúc hành lang có sỏ, đi lấy một ít qua đây. Chẳng lẽ không biết mình muốn làm gì? Vậy mà lúc nãy còn hỏi. Tình bị ổi này. Các bạn đang xem phim trên Nhân TV. Bọn mấy từ lấy những thứ này làm gì? Đã mưa rồi.
Chẳng lẽ muốn trang trí lại từ đầu sao? Dạ Vương Phi, người xem như đây đã đủ chưa ạ? Người có cần tiền để riêng không ạ? Để ta xem. Hình như còn thiếu đâu. Hãy gấp khúc hình lan rau sỏi. Các ngươi mang lên lấy một ít. Chẳng lẽ hắn không biết mình muốn làm gì? Như vậy lúc nãy sao hắn còn hỏi chứ? Tên bị ổi này. Lại còn biết võ công. Dạ Vương Phi khiến người khác bất ngờ thật đấy. Quả thật là một đứa trẻ khiến người khác bất ngờ mà. Nữ nhân này thật là muốn giúp Lam Sương. Còn thiếu một chút nữa. Ngươi làm gì vậy? Cảm ơn ngươi đã giúp. Mặc dù bình thường tính tình ngươi rất tệ, nhưng mà cũng có lúc nhiệt tình đó chứ. Cái gì? Như vậy họ có thể tiếp tục rồi. Tốt quá đi. Đúng là nữ nhân mà ta nhìn trúng, quả nhiên nhạy bén. Không ngờ Dạ Vương Phi lại biết võ công, không giống một tiên kim đại tiểu thư nhỉ. Tại hạ bái phục. Ngươi là quý nhân trong phủ của cha. Không đúng, là Sắc Lan. Ngươi làm gì vậy chứ? Mau thả ta xuống đi nào. Thịnh an Vương gia Vương Phi ạ. À, tình cảm của họ thật là tốt. Mau thả ta xuống, có người đang nhìn kìa. Có người nhìn thì sao? Ngươi thả ta xuống đi, ta tự đi. Thịnh an Vương gia Vương Phi ạ. Khoan đã, ta không vào, ta không vào đâu. Ngươi muốn làm gì? Hình như bổn vương đã cảnh cáo cô rồi. Không được chống lại bổn vương. Cô đảm trí thật đó. Vậy thì sao? Thả ta ra, giả vương khốn kiếp. Đừng phí công vết nữa. Tình công kiếp nhà ngươi ta nói không muốn mà. Đừng mà. Mau thả ta xuống, tên biến thái này. Thả ta xuống đi. Đáng ghét, ngươi lại ném ta xuống không? Thay y phục đi. Bộ dạng ướt át của cô, ngoại trừ bổn phương, không ai có thể nhìn. Đáng ghét. Các ngươi lập tức thay y phục cho Vương Phi, sau đó dẫn về tiệc rượu. Tuân mệnh Vương gia. Dạ Vương Phi đã khiến người khác lau mắt mà nhìn nè. Quá giỏi. Tình cảnh này vô cùng phong nhã. Không tệ nha. Dạ Vương Phi đến. Đẹp quá đi, quả thật là tiên nữ hạ phàm mà.
hiệu quả cũng không tệ, chiến hội có thể tiếp tục rồi. Bái kiến hoàng thượng vạn phúc kim an. Được, bình thân đi. Con đến rất đúng lúc, Dạ Vương Phi có phong với Lam Sương công chúa, trẫm muốn ban thưởng cho con. Không biết con có muốn thứ gì không? Con không muốn gì cả hả? Có thể giúp yến hội tiếp tục con cũng rất vui. Nói hay lắm. Dạ Vương Phi bỗng nhiên không giống với mọi người. Nếu đã như vậy thì phần thưởng này đợi con nghĩ thì có thể nói với trẫm bất cứ lúc nào. Tạ hoàng thượng ân điểm. Vậy con ngồi vào chỗ đi, yến hội tiếp tục. Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Chi tiết đó của con có tung tích rồi. Cái gì? Nếu như con muốn bà ấy không mất một cọng tóc nào, thì nhớ kỹ chuyện con đã đồng ý với ta. Đừng tự ý làm bừa gây rắc rối nữa. Con biết rồi. Đi thôi. Dạ ca ca. Vương Phi tẩu tẩu, xin dừng bước. Sao vậy? Cái này Vương tẩu nhận cho. Tại sao lại tặng ta cái này? Cảm ơn tẩu đã tặng muội cùng theo thơ tử lan quý giá như vậy. Muội rất thích. Hôm nay may mà có tẩu thì sinh thần của muội mới có thể tiếp tục. Cảm ơn tẩu đã để muội có một kỷ niệm tuyệt đẹp vào ngày này. Mặc dù lễ vật này không thể sánh bằng cơ tử lan, nhưng đây là thứ muội rất thích. Hy vọng cảm ơn lễ vật của muội, ta sẽ quý trọng nó. Vương Phi tỷ tỷ, không ngờ một ấy có bộ mặt đáng yêu như vậy. Đi thôi. Tiểu thư, nô tỳ đỡ người. Tiểu thư nhìn kìa, là Dạ Vương gia và Dạ Vương Phi. Nguyễn Nhi, cảm ơn Dạ Vương Phi. Tại sao lại cảm ơn ta? Cô nương là người bị cướp đó à? Chuyện con nữ cải nam trang vẫn là bỏ đi. Ngọc bội trong hộp bao là di vật của cha ta để lại, là vật quan trọng nhất với ta. Có thể giúp được cô nương ta cũng rất vui. Ngọc bội này có chỗ cổ quái, trên đó có yêu quái bám lấy. Tiểu thư, có mang theo ngân ngọc hoàng không? Nô tỳ đã cho tiểu thư uống ngân ngọc hoàng rồi ạ. Nhưng ngân ngọc hoàng đã... Xem ra yêu khí này đã suy đốt cơ thể của ấy rất là nghiêm trọng rồi. Tâm Nhi đừng nói lung tung, ta cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Nếu như không để ý có thể cho ta bắt mạch không? Cô làm gì vậy? Bắt mạch thì có thể làm gì? Bổn vương chưa từng nghe nói không biết bắt mạch đấy. Ngươi không nghe nói không có nghĩa là ta không biết. Hiện tại bệnh của Nam tiểu thư ngày một xấu đi, ta có cách có thể trị bệnh. Các người đừng cãi nhau như vậy. Nam tiểu thư, cô có thể cho ta xem một bộ được không? Đương nhiên có thể. Nếu như không có cô thì di vật của Vũ Thanh đã mất lâu rồi. Đáng ghét, nếu như trực tiếp trừ bỏ có thể sẽ tổn hại đến di vật của Vũ Thanh cô ấy. Chỉ có thể người khác áp chế nó thôi. Từ nay về sau, Nam tiểu thư có thể đeo một chuỗi hạt bồ đề trên người không? Đeo chuỗi hạt bồ đề là được sao? Ngoài ra phải thả lỏng tâm tình, đợi cô cảm thấy tốt hơn thì có thể đến tìm ta. Ta sẽ nghĩ cách giúp cô giải độc. Vậy thì phiền Vương Phi rồi. Rốt cuộc cô có ý đồ gì? Cái gì?
Cha cô hối lộ làm điều phi pháp hãm hại trung lương, khiến phụ thân của Uyển Nhi máu rơi chiến trường. Thu lại gương mặt vô tội đó đi, bớt làm ra vẻ trước mặt ta. Ta nhất định sẽ khiến ông ta phải trả giá. Mặc dù cô là nữ nhi của ông ta, nhưng ta sẽ giữ cho cô một mạng. Điều kiện là cô phải an phận, đồng thời cách xa Quỷ Nhi một chút. Xin lỗi, người nói cách xa người bệnh ta không làm được. Cô nói gì? Ta không phải cha ta là ta. Ta chắc chắn sẽ trị khỏi bệnh cho Quỷ Nhi cô nương, không thể mặc kệ được. Đây là nguyên tắc của ta. Trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau, cũng không biết rõ nhau, nhưng người cứ đề phòng ta. Lấy bụng tiểu nhân đó lòng quân tử, vậy thì tùy ngươi vậy. Người đâu? Dẫn Vương Phi về Thanh U Cát. Không có lệnh của ta, không cho rời khỏi phủ nửa bước. Như vậy chứ, ngươi giám sát thành nghiện rồi hả? Cũng dĩ hôm nay ở thị sinh thần của công chúa ta còn thay đổi cách nhìn về hắn, nhưng một khi về nhà thì bệnh lại tái phát. Không vui. Thì ra hôm nay Vương Gia dẫn người đi tham gia tiệc sinh thần của công chúa. Không nói gì đột ngột dẫn tiểu thư đi, làm nô tỳ lo lắng muốn chết. Muội xem bây giờ không phải ta rất tốt sao? Đừng lo lắng nữa. Đúng rồi, lễ vật công chúa tặng ta còn chưa xem. Chúng ta cùng mở ra xem đi. Là rơi da ư? Ta cảm thấy thích quá đi. Phim được thiết minh bởi TV2.org. Lại vô tình đi đến đây rồi. Đại tiểu thư, người chậm thôi. Đại tiểu thư thật là mạnh bạo. Đại tiểu thư nghỉ ngơi một lát đi ạ. Thoải mái thật đó. Sau này gặp lại công chúa nhất định phải cảm ơn muội ấy. Đại tiểu thư, vương gia dẫn người đi tham gia tiệc sinh thần của công chúa. Có phải chứng tỏ vương gia rất là ý người không? Đừng nhắc đến vương gia đó nữa. Để ý với không để ý gì chứ, mau thôi đi. Ta nhìn thấy hắn là cảm thấy nóng máu rồi. Hận không thể coi hắn như con ba ba mà hấp ấy. Nhưng mà dù sao người cũng là vương phi của vương gia mà. Nếu như người có thể chung sống hòa hợp với vương gia, phu thê cùng chỗ dựa vào nhau không lý tưởng sao? Tước Nhi, muội quên trước đây tên đó đối xử với chúng ta như thế nào sao? Tình khốn kiếp cái quái dị này, ta chỉ sợ trốn không kịp. Sao có thể chung sống hòa hợp với hắn chứ? Bây giờ ta với hắn nước sông không phạm nước giếng, tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà vương gia là phu quân của người đó. Đại tiểu thư có thể nước sông không phạm nước giếng với người ấy thật sao? Chuyện nhỏ. Được, ta muốn xem cô có thể nước sông không phạm nước giếng được không? Sao bổn vương lại đi nghe trộm chứ? Vương phi vạn phúc kim an, bình thân, nô tỳ phụng mệnh vương gia đến thỉnh vương phi tới Sùng Đức Điện ạ. Sùng Đức Điện là nơi nào thế? Dạ là nơi ở của vương gia ạ. Cái tên vương gia này lại giở trò gì đấy? Ngươi vẫn là nên đi đi. Cái gì? Ngươi trốn được hôm nay không trốn được ngày mai. Không bằng lợi dụng cơ hội này kiểm tra xem tên người vương gia có thứ đó không. Vạn nhất tìm thấy, ta liền có thể tự do ra vào vương phủ. Đến lúc đó, ngươi muốn ta giúp gì cũng được mà. Đúng vậy nhỉ. Tuy rằng mỗi lần đi cùng ngươi đều không có chuyện tốt gì, ta vẫn nên đi cùng. Nô tỳ đa tạ vương phi ạ. Muốn ta làm cái gì? Vương gia phân phó, từ hôm nay, vương phi sẽ phụ trách công việc thường ngày của Sùng Đức Điện ạ. Công việc thường ngày?
Bên này là lu nước, thỉnh Vương Phi cho nước vào đầy lu ạ. Vương phủ này thiếu người sao? Vì sao chúng ta làm những chuyện này? Nô tỳ không dám đắc ý vương gia đâu ạ. Nô tỳ chỉ phụng mệnh làm theo thôi ạ. Chẻ củi gánh nước những việc này đều là hắn bảo ta làm ư? Người dẫn ta đi gặp hắn, ta muốn hỏi rõ hắn chuyện này. Vương Phi đừng đi tìm vương gia ạ. Bạn nhất, ngài làm vương gia tức giận không phải là càng hỏng bét sao? Những việc này đều là bình thường em vẫn làm. Một mình em liền có thể hoàn thành mà. Vậy làm sao mà được? Làm sao có thể để em làm một mình được? Đại tiểu thư, Tước Nhi làm sao có thể để ngài làm những việc này? Em đợi một chút, ta nhìn xem có cách nào không? Cách hơn. Đại tiểu thư muốn làm cái gì? Một lát nữa em sẽ biết mà. Đúng rồi, Kiều Nhi muội muội. Những ngày gần đây vương gia có đến chỗ muội không? Gần đây không có, nhưng có phái người tới thăm hỏi. Vương gia công vụ bận rộn, chúng ta cũng phải hiểu cho ngày ấy. Muội muội thật khiến người khác ngưỡng mộ. Đừng nói hỏi thăm, chúng ta cả năm rồi chưa nhìn thấy vương gia đấy. Các tỷ tỷ đừng lo lắng, đợi muội gặp được vương gia nhất định sẽ nói vương gia tâm sự của các tỷ tỷ mà. Ta không muốn giống như mấy nữ nhân hèn hạ này đau khổ ở trong vương phủ. Chủ tử, nô tỳ có lời muốn nói ạ. Các tỷ tỷ, chúng ta có kịch hay xem rồi. Kịch hay? Kịch hay gì chứ? Đi theo muội liền biết mà. Nhất định sẽ khiến các tỷ vui vẻ mà coi. Đại tiểu thư người thật lợi hại đấy. Đương nhiên rồi, ta là ai chứ? Tỷ tỷ trẻ gõ mà cao hứng như vậy sao? Thật là đáng thương. Đúng vậy đấy. Tỷ tỷ sao lại làm những việc có hại nhân chứ? Để mỗi gặp được vương gia sẽ vì tỷ tỷ mà cầu xin ngài. Vì ta mà cầu xin nên ngươi là ai? Tỷ tỷ thật đúng là quý nhân hay quên. Mới có mấy ngày liền quên mỗi rồi ư? Đại tiểu thư, người quên rồi sao? Ngươi không phải là sợ mỹ nhân luôn bị đánh dễ bị thương đó sao? Dám nói ra ư? Các người cười cái gì? Không được cười. Ngươi muốn làm gì? Ngươi á, đừng phí tâm vì ta nữa. Vương gia đã tàn bạo như vậy, ta khuyên ngươi trốn hắn càng xa càng tốt, tránh bị lại bị đánh đấy. Ngươi không chỉ châm biếm ta còn dám nói vương gia như vậy, ngươi quá hỗn xược. Ta là tốt bụng nhắc nhở ngươi thôi mà. Ngươi ít giả tạo đi. Đây là cái gì? Không phải mấy hôm trước mới mua về một ít cây trúc sao? Đúng vậy, đây là mỗi tốn công không ít tiền mua mà. Làm sao một cây trúc lại bị chẻ ra như vậy chứ? Đây là chuyện tốt ngươi làm à? Ta làm đó. Có những cái này múc nước cũng không cần qua lại nhiều lần. Ngươi có biết hay không? Trong phủ này từng cây cỏ đều là ta tận tâm chọn lựa, ngươi không được tùy tiện sắp đặt. Ta chặt cũng chặt rồi, người nói cái này có tác dụng gì? Lần trước không cho ta làm vòng hoa, lần này cũng vậy. Đồ trong vương phủ này đều là phạt của một mình ngươi sao? Vương phủ là của vương gia, nhưng vương gia để cho ta quản lý. Từng cây cỏ trong vương phủ này đều là do ta quản. Vương gia thật không có mắt nhìn. Ai đang luận nghị bẩn vương? Vương gia đến rồi. Vương gia, ngài phải làm chủ cho thần thiếp. Vương gia, ngài xem, thần thiếp nhịn ăn nhịn tiêu mua về một ít trúc quý, vậy mà bị tỷ tỷ chẻ mất rồi. Thần thiếp hỏi tỷ tỷ nguyên nhân, tỷ tỷ liền nói thần thiếp không xứng quản lý vương phủ. Còn nói vương gia chọn thần thiếp quản lý vương phủ là không có mắt nhìn. Cầu vương gia làm chủ cho thần thiếp hả? Xem ta làm thế nào thu thập ngươi. Nếu vương phi đã nói như vậy, không bằng bắt đầu từ ngày mai vương phủ cho vương phi quản lý vậy. Bản vương muốn nhìn xem vương phi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Cái gì? Vương gia vừa nói rồi, giao toàn bộ quyền quản lý cho vương phi mà. Đúng vậy. Vương gia, thần thiếp có thể quản lý tốt vương phủ. Thần thiếp chỉ là nói vương phi không nên nghi ngờ ánh mắt nhìn người của ngài. Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Bản vương không nói ngươi làm không tốt, là vương phi nói ngươi làm không tốt. Cho nên bản vương rất muốn biết rốt cuộc ánh mắt của bản vương có vấn đề.
hay là có người xuất ngôn cuồng vọng đấy. Nhưng mà vương gia, thần thiếp thật. Ai cho ngươi lá gan dám cãi lời ta chứ? Đợi chút, ta không quản lý quân phủ. Kỳ quái rồi, không phải ngươi nói ánh mắt bản vương không tốt sao? Ánh mắt ngươi không tốt không đồng nghĩa việc ta muốn quản lý. Buộc phiền phức buộc khổ, ta không có hứng thú đâu. Vậy việc trong phủ để cho Sở Kiều Nhi quản lý là tốt rồi. Vương gia, thiếp sau nhất định sẽ cố gắng gấp bội quản lý tốt quân phủ ạ. Bắt đầu từ ngày mai, để cho vương phi mỗi ngày tới sùng đức điện hầu hạ bản vương. Ít làm khó ta đi. Hoàng thượng không phải thiếu ta 1000 lượng sao? Người lấy đi 10 người khác là được rồi. Quân phủ ta không dùng được người mới, cũng không để người lười ở lại đâu. Nhưng ngươi ai? Ta ở đây mỗi ngày đều tự mình cố gắng đấy. Ta nô kế cũng là của quân phủ, ngươi là vương phi, hầu hạ bổn phương cũng là bổn phận của ngươi đấy. Trước kia rõ ràng ngươi không để ta làm những việc này, bây giờ sao vậy? Bởi vì ngươi không muốn làm, cho nên bản vương càng muốn ngươi làm. Nữ nhân nào mẫu phạm vương gia như vậy? Tại sao ngày ấy? Nghe rõ đây, bắt đầu từ ngày mai, nếu như vương phi dám kháng lệnh, dùng gia pháp xử lý. Vâng ạ. Ngươi, cung tiễn vương gia. Thiếp thân cung tiễn vương gia. Đáng ghét. Đợi cứu được gì tiếng, ta nhất định phải rời khỏi đây. Đại tiểu thư, chúng ta về trước đi. May mà quyền quản lý quân phủ không mất. Thật là một màn đáng kinh ngạc. Mỗi người hình như đeo khát rung đấy. Mỗi không sao chứ? Nữ nhân chết tiệt. Sở Kiều Nhi ta, hề không đợi trời chung với ngươi. Chúng ta rõ ràng nước sông không phạm nước kiếm. Làm sao cái tên ấy đột nhiên lại như vậy nhỉ? Tóc cũng phát sáng. Đã làm xong rồi, những việc này ta đều đã làm xong, có thể đi chưa? Ngươi hiện tại còn chưa thể quay về. Tại sao? Ngươi đi dọn dẹp sạch sẽ, chuyện này cho ta mới được về. Dọn dẹp sạch sẽ? Chúng ta không phải đã nói xong rồi sao? Bản vương muốn làm cái gì, ngươi phải làm cái đó, không cần bàn bạc. Ngươi là tổng ư? Liên lụy đến em dọn dẹp cùng ta. Sớm biết vậy đã đem cái mũ đội đầu của hắn vứt đi rồi. Đại tiểu thư, làm như vậy không được đâu ạ. Vương gia sẽ trách tội ngay. Trách tội thì trách tội, ta mà sợ hắn sao? Vì sao đột nhiên có nhiều lá rơi xuống như vậy? Không có gió, hơn nữa lá còn rất tươi. Đây là ngươi làm ra ư? Ngươi nhìn thấy ta sao? Trêu chọc người khác đương nhiên sẽ bị nhìn thấy. Mời ngươi thu lá về. Ngươi cho rằng ngươi nhìn thấy ta liền có thể bảo ta sao? Ai vậy? Tiểu Mỹ. Sao em lại đến đây? Em đến thăm ta sao? Là em, sao em lại đến đây? Em tới bên này có chút việc, thuận tiện tới thăm chị. Không quan ngơ sao? Sao lại có thể chứ? Lần trước cảm ơn em đã giúp đỡ, chị không muốn tìm em đấy. Vậy tốt quá. Đại tiểu thư, ngài đang nói chuyện với ai vậy? Là tiểu hoa yêu lần trước giúp ta. Đáng tiếc em không nhìn thấy. Ta tên là Tước Nhi, rất vui được gặp. Tiểu Mỹ. Đúng rồi, sao chị lại ở đây dọn dẹp? Em nói cái này à? Hôm nay chúng ta phải dọn dẹp sân vườn. Có em ở đây, những thứ này giao cho em. Để ta. Ta là thuộc yêu mộ thanh, vừa nãy đắc tội. Ta lập tức giúp người dọn dẹp sạch đình viện ở đây. Phong ấn. Đây là... Ngài là... Lão Phu chính là cây bạch quả này, đã ngủ say rất nhiều năm rồi. Là các bạn đã đánh thức Lão Phu vậy.
Ngài là cây bạch quả ư? Sao lại là cây bạch quả chứ? Nói ra thì rất là dài. Ông ấy vừa tỉnh lại từ trong phong ấn, có thể cần một thời gian để hồi phục thân thể. Cũng đúng. Nhưng mà tỉnh rồi cũng tốt, sau này chỗ chúng ta sẽ càng náo nhiệt. Cái bạch quả này đã chết nhiều năm, sao đột nhiên lại xanh tốt như vậy chứ? Này cũng thật là quỷ dị rồi. Điều nói cây cối xung quanh thanh lâu cá từ trước tới nay đều không sống. Này cũng quá kỳ quái, đi nhanh mau lên. Các bạn đang xem phim trên Nhân TV HD. Ra như thế nào rồi? Hồi bẩm vương gia, 3 tháng trước trong phủ đột nhiên xuất hiện một vị nhị tiểu thư. Người nói là 3 tháng trước ư? Người chắc chứ? Vâng ạ. Trước đây tướng phủ chỉ có một vị đại tiểu thư, nghe nói vị nhị tiểu thư được cho là điềm xấu, luôn ở trên núi Linh Vân Sơn, không biết làm sao 3 tháng trước được người mang về phủ ạ. Mạc Ảnh, phủ thừa tướng làm sao dám? Đây là tội khi quân, nếu bị truyền ra ngoài sẽ bị tịch thu tài sản. Ngươi lại đi tra cẩn thận. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Cái gì? Ngươi nói là thật sao? Dạ vâng ạ. Cái cây đó đột nhiên sống lại thật quỷ dị. Ta dù rằng vào phủ không lâu, nhưng cái cây bạch quả đó ta vẫn biết. Làm sao có thể trong vòng một đêm đột nhiên sống lại, xanh tốt đi chứ? Chủ tử, chuyện này có muốn bẩm báo vương gia không ạ? Không vội. Ta muốn ngươi thỉnh đạo sĩ tới sao rồi? Đạo trưởng đi Vân Dương rồi ạ, nói trong vài ngày sẽ quay trở lại. Rất tốt. Lần này cho dù thế nào, phải khiến nữ nhân đó hiện nguyên hình. Cái nhẫn mà Như Bệ Hoàng nói, tìm đâu cũng không thấy. Không lẽ là ở gian trong? Hay là ở trong chăn nhỉ? Ái Phi, nàng đang làm gì đấy? Nếu như nàng có hứng thú thì cần gì phải đại bổn vương? Lương tâm này không bất rứt sao? Ngươi nói bậy gì đó? Ngươi tránh ra. Tránh ra. Nếu như bổn vương nói không thì sao? Ái Phi, nàng đang tìm gì đấy? Tìm đâu ư? Làm gì có chứ. Chỉ là ta không quen nhìn thấy bừa bãi nên dọn dẹp một chút thôi mà. Nếu đã như vậy, từ nay nơi này đều do nàng dọn dẹp. Đáng ghét, lại tự chuốc họa vào thân rồi. Ái Phi, nàng là người tốt nhất được chọn đấy. Mới sáng sớm đừng có mà động tay động chân nhé. Chuyện gì? Buổi sáng đã được chuẩn bị xong, mời vương gia vương phi dụng thiện ạ. Bắt đầu buổi sáng rồi. Nhìn cũng thấy ngon quá đi mất. Quả đúng là đồ ăn của vương gia mà. Nàng, chỉ là bữa cơm bình thường thôi. Ngươi thì hiểu gì? Đồ ăn ngon còn tốt hơn cả linh đơn dịu dược đấy. Lại giúp cho tâm tình thoải mái, khiến người ta mập lên thì có. Ngươi mới mập, cái tên vương gia này. Bỗng dưng cảm thấy nàng ấy thật đáng yêu. Ngươi cười cái gì đấy? Đây là lần đầu tiên nàng không trái ý bổn vương, có chút kinh ngạc mà thôi. Làm trái ý có sao? Tìm đâu cũng không thấy. Vẫn nên tìm cách tìm trên người hắn. Có cách rồi. Nữ nhân này lại muốn làm gì nữa đây? Mời vương gia dùng trà. Hiếm khi nào thấy Ái Phi quan tâm bổn vương như vậy. Trên tay không có nhẫn. Vương gia đừng cử động, để ta lau giúp ngài. Vương gia à, sao ngài không biết tránh đi chứ? Trên người không có, không phải người Như Bị Đoàn cần tìm, mau chuồn thôi. Cái đó vương gia, ta nên đi quét dọn rồi, không làm phiền ngài nữa ạ.
Lừa gạt bổn vương xong liền muốn đi á. Ngươi làm gì vậy chứ? Buông ta ra. Bổn vương không muốn buông thì sao? Nếu không buông ra ta liền giở tuyệt chiêu đấy. Nữ nhân này đang đắc ý sao? Lần đầu tiên thấy nàng ấy khóc. Đừng khóc nữa. Tiểu thư người về rồi à? Đại tiểu thư, ta không sao, ta mệt rồi muốn ngủ một chút. Đây là gì vậy chứ? Ta nói nhẫn thật sự không có trên người hắn sao? Đương nhiên rồi, chỗ nào ta cũng tìm, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Bên trong ta khẳng định là không có mà. Sao nàng ấy chưa đến? Hồi bẩm vương gia, vương phi nói hôm nay thân thể không thoải mái, không thể tới hầu hạ vương gia ạ. Nàng ấy bị bệnh à? Đã mời đại phu chưa? Vương phi không cho mời ạ. Nói là nghỉ mấy hôm sẽ khỏe. Ngươi đi, lấy mấy thứ thuốc đại bổ hoàng thượng đã thưởng và điểm tâm mang đến cho vương phi đi. Nô tỳ tuân mệnh. Bệnh à? Phim được thiết minh bởi TV2.org. Ngày trước đại tiểu thư ở Linh Văn Sơn từng làm gì vào những ngày mưa ạ? Ngày mưa sẽ vào trong rừng tìm bảo bối. Bảo bối? Đúng rồi Tước Nhi, hay là hôm nay chúng ta đi tìm đi. Vân Hà đại nhân muốn đi tìm bảo bối gì thế? Muội cũng muốn đi. Được thôi, thêm cả muội nữa. Mấy người đi đi, ta muốn đi ngủ. Không hổ nhanh là Du Mỹ Đoàn đại nhân, đối với bảo bối cũng không động tâm. Bảo bối gì chứ? Chi Ma Đậu nhân kia, bảo bối của ta đó. Hóa ra là một nhỉ. Tước Nhi chuẩn bị đỡ nhé. Muội biết rồi, người phải cẩn thận đấy. Vương gia. Khá khá rồi, chúng ta về thôi. Chim Ma Đậu. Chim Ma Đậu. Khoan đã, trạng thái này là nô tỳ xin thỉnh an vương gia. Vương gia vạn phúc. Quả nhiên là ngươi. Đại tiểu thư. Ta còn việc khác phải làm, đi trước đây. Đợi chút. Sao vậy? Nàng tới giúp bổn vương lau khô đi. Ta từ chối, mau đến đây. Bổn vương toàn thân ức sủng là do nàng gây ra mà. Là do ngươi tự lau ra đó chứ, tự mình tạo nghiệp, tự mình dọn đi. Vậy bổn vương hỏi nàng, nàng đến đó làm gì? Ngươi không phải cũng thấy rồi sao, ta đi hái mộc nhỉ? Nàng không phải bị bệnh sao, lẽ nào nàng đang lừa gạt bổn vương? Cái đó ta khỏi bệnh rồi, thế nên mới đi tìm một nhị đi hái. Nếu như bệnh khỏi rồi thì tiếp tục hầu hạ bổn vương đi. Lau khô cho bổn vương. Được rồi, ta đi lấy cái này đã. Bổn vương muốn nàng tự tay lau. Giúp ngươi lau đã tốt lắm rồi, sao còn nói nhiều như vậy? Muốn ai lau thì tìm người đó lau đi. Bổn vương đối với nàng không có chút sức hút nào sao? Không thì sao? Ngươi nghĩ ngươi là nam châm mà buông khúc lỡ hút? Trời ạ, à, cái người này phiền muốn chết. Mau về đi. Viện.
Miệng thì nói chán ghét, thế nhưng vẫn vào vương phủ làm phi. Không chỉ miệng ta nói chán ghét, mà cả người ta cũng chán ghét. Đây căn bản không phải lựa chọn của ta. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta muốn? Ngươi làm gì thế? Đây là kết cục của nàng khi bỡn cợt ta. Ta làm gì nàng chẳng lẽ không biết? Vậy thì làm thêm vậy. Ngươi... ngươi có bệnh à? Thật sự dám? Vì sao? Vì sao lúc nào cũng làm thế với ta? Rõ ràng là có thể nước sông không phạm nước giếng. Vì sao ngươi cứ thấy lần này lần khác trêu chọc ta? Trước kia không phải chúng ta thân ai nấy lo sao? Dù gì ngươi cũng chán ghét ta, vậy thì sau này đừng có đến nữa. Cũng xin ngươi, vì sao đừng cố ý gây phiền phức cho ta? Nước sông không phạm nước giếng. Đừng hòng nhé. Vương gia, cũng xin ngươi đừng cố ý gây phiền phức cho ta nữa. Chúng ta tốt nhất từ nay về sau đừng gặp lại. Đáng ghét. Bỗng phương gia, thuộc hạ đã tra ra chân tướng rồi ạ. Nói đi. Thuộc hạ đã đi nghe ngóng khắp nơi. Hóa ra tướng phủ nhị tiểu thư Thiên Vân Thường mới là người bằng thượng chỉ hôn. Người được gả vào vương phủ là đại tiểu thư Thiên Vân Hề, bị đưa đến Linh Vân Sơn nuôi từ nhỏ ạ. Rất tốt. Tướng phủ không thoát khỏi tội chiêu quân rồi. Ngươi lui xuống đi. Vâng ạ. Hóa ra tên nàng là Thiên Vân Hề. Đây là Sơn Quy, lát nữa đừng cho quá nhiều, nếu không mùi vị sẽ rất là kích thích đấy. Nô tỳ chưa bao giờ nếm thử này. Vậy thì lát nữa mùi sẽ cả đời khó quên. Nghe đâu? Nàng có đó không? Ai đó? Cuối cùng cũng tìm được nàng rồi, thật may mắn. Đừng có tránh ta mà. Cái người này rốt cuộc đến đây làm gì chứ? Đây là hát một nhĩ ta tìm được, ngươi thử xem. Mũi của ta ngọt tử mà. Ta không biết hát một nhĩ lại có mùi vị đặc biệt như thế này. Không ngờ sở thích của người lại đặc biệt như vậy. À đúng rồi, sao nàng lại ở đây? Ta nghe nói nơi này bị quỷ ám không tốt lành đâu. Nè, không sợ sao? Không sợ. Chỉ có người trong lòng có quỷ thì mới sợ quỷ thôi. Ta thấy nơi này rất tốt. Cho dù nàng không sợ, nhưng để một vương phi ở lại nơi này cũng thật là quá đáng mà. Cái tên giả u minh hỗn đản này lại đối xử với nàng như thế ư? Nàng đi cùng ta, đừng có ở đây chịu đựng nữa. Muốn bắt cóc vương phi của bổn vương ư? Lá gan của đệ cũng lớn thật đấy. Mình sao có thể để một vương phi ở nơi này? Mình thấy thỏa đáng sao? Ta để vương phi của mình ở đâu, lẽ nào còn phải thương lượng với đệ? Ta không quan tâm, mình đối với nàng ấy không tốt, ta cứ muốn xem. Thế sao? Xem ra đệ vẫn chưa hiểu rõ, nàng ấy là tổng tử của đệ đấy. Về sau chuyện giữa ta và tổng tử của đệ, đệ hãy ít quản đi nhé. Hắn đang nhìn mình sao? Thiên Vân Hề. Các bạn đang xem phim trên Nhân TV HD. Nhất định là mình đã nghe lầm rồi. Nàng không phải là Thiên Vân Thường, mà là người bị xem là tay tinh đích nữ của tướng phủ bị bỏ từ nhỏ, Thiên Vân Hề. Ta nói có phải không? Người nói linh tinh gì vậy? Mọi người rời khỏi đây, ta muốn nghỉ ngơi.
Nàng cho rằng phủ nhận là không sao à? Trong tay bổn vương có chứng cứ. Chứng cứ? Chỉ cần cậu đem những chứng cứ này nộp lên phụ hoàng. Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Dù có là phụ thân như vậy, nhưng mà nàng vẫn không buông bỏ, đúng là máu mủ tình thâm. Bớt phí lời đi. Ngươi đã đặc biệt tới đây nói với ta thì đã không tính làm lớn chuyện. Muốn ta làm cái gì nói thẳng ra đi. Bổn vương muốn nàng mỗi ngày đến sung đức điện, chăm tâm từng những hầu hạ bổn vương, không quản mưa gió. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hay là ngươi có mục đích đen tối gì nữa? Đơn giản chút, cả ta và nàng đều dễ chấp nhận. Đáng ghét. Tiểu thư ngươi giận. Chỉ là đi hầu hạ mà ngươi tức giận cái gì? Không thì để mi đi hầu hạ nhé. Không phải mi thì nói dễ lắm. Ai dám bắt ta làm, ta liền đập cả nhà hắn đấy. Xem hắn còn dám bảo ta không. Đây đều là trân bảo mà vương gia cất giữ, xin vương phi nhất định phải quét dọn cẩn thận. Đều là trân bảo của vương gia à? Yên tâm giao cho ta đi. Xảy ra chuyện gì? Thiếp chỉ quét dọn có một xíu, chúng liền vỡ mất như vậy đấy. Xem ngươi còn kêu ta hầu hạ không? Ái phi không sao là tốt rồi. Một cái bình hoa thôi mà vỡ thì mua lại. Vậy thì để ta cho ngươi mua này. Thỉnh vương phi giặt y phục cho vương gia ạ. Không vấn đề. Khởi bẩm vương gia, những y phục mới mang cho người đều bị vương phi làm rơi xuống nước rồi. Sách của vương gia cũng bị xé hỏng luôn. Bồn cây cảnh mà người ưa thích cũng bị. Lần này có thể chỉnh ngươi rồi. Không sao, mua. Vâng ạ. Ái phi, nè không sao chứ? Ta không sao. Vậy thì tiếp tục hầu hạ bổn vương đi. Xem ra mấy việc này không ảnh hưởng tới hắn. Mình phải làm chuyện khác mới được. Giỏi chết người rồi. Vương phi, người chỉ sao mọi cái thì sao mà đến cả chảo cũng bốc cháy vậy? Dầu, cho nhiều dầu ấy mà. Xin lỗi nha, tôi cô. Vương gia, vương phi nấu ăn chăm cả nồi dầu, khiến mấy trù nương bị dọa sợ gần chết à? Ái phi, nàng không bị thương chứ? Không có, ta lỡ làm chảo cháy thủng lỗ luôn rồi. Phòng bếp cháy rồi, vậy xây mới đi. Ái phi này không sao là được. Quay về nghỉ ngơi đi. Mình cố ý phóng nhiều thứ như thế, hắn lại không tức giận ư? Nô thì thực sự không biết nên sắp xếp cho vương phi làm việc gì nữa ạ. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ đến vương phủ cũng không giữ được. Đường đường một giả vương phủ đâu có thiếu thứ gì. Nàng ấy muốn phá thì cứ để nàng ấy phá. Vâng ạ, nô tỳ đã hiểu. Thiên Vân Hề, cái trò vật cổng con này của nàng bổn quân còn không nhìn thấu sao? Trước khi ở tướng phủ, lòng hỏng cái gì hậu quả đều rất nghiêm trọng mà. Sao tới dạ vương phủ này lại không bị sao cả nhỉ? Phải nghĩ cách nào đó khiến hắn tự không muốn mình hầu hạ nữa. Lẽ nào mấy cái đồ mình phá hỏng đều chưa đủ quý sao? Bổn vương lại vừa bố trí thêm mấy đồ vật quý giá, đều do bổn vương đích thân chọn lựa. Để sẵn đây cho ái phi tiếp tục đập phá nhé. Ngươi có gì chứ? Không có gì hết. Nếu như ái phi thích cái trò đập phá này, bổn vương cũng không ngại chơi với nàng.
Dù sao ta cũng có nhiều của cải, Ái Phi cứ tự ý tiêu pha nhé. Hoàng cầu không phải ít này mà. Bổn vương chỉ lo lắng Ái Phi sẽ mệt mỏi, không thể hầu hạ bổn vương. Vì thế, Ái Phi nhất định phải bảo trọng đấy nhé. Việc này không khiến người phí tâm ư? Nếu như không có việc gì nữa, ta quay về đây. Có việc thì ngươi nói đi. Tối nay bổn vương phải xử lý công vụ. Nàng trước tiên dùng bữa tối với ta, sau đó mài mực cho ta. Đáng ghét. Ăn một bữa thịnh soạn nào. Mấy món này ngon lắm đó, ngươi không ăn sao? Bổn vương nhìn nàng ăn là được. Nhìn ta làm cái gì? Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Ngươi làm gì thế hả? Chính là cơm. Hạt cơm. Ngươi nói với ta là được, ta tự biết lau mà. Được. Phối hợp vậy sao? Thật muốn hất chỗ mực mày lên đầu hắn quá. Vương gia, mực mày xong rồi ạ. Ta có thể về rồi chứ? Nàng lên ỷ ngồi đi. Bổn vương vẫn còn bận một lúc nữa. Gì ngồi lên đó làm gì? Chính là ngồi yên tĩnh một chỗ, cái gì cũng không cần làm, cần ta dạy sao? Ái Phi. Không cần đâu. Ngươi là tên giả vương hèn nhát. Đáng yêu thật đấy. Thật đúng là một nữ nhân thô lỗ mà. Đậu Vân đừng nghịch nữa, mau ngủ đi. Gạo nếp tròn à. Nàng đây là đang mơ được ăn thứ gì sao? Thật là nữ nhân tham ăn mà. Mình đây là đang mơ. Đây là dạ vương gia mà. Tại sao ta lại ở trên giường của ngươi thế? Nàng không ở bên trên, lẽ nào ở bên dưới? Đừng động đậy. Thiên Phân Hề, nàng đứng lại đó cho bổn vương. Quỷ nó mới đứng lại. Thiên Phân Hề. Không đúng, sao ta phải chạy chứ? Chưa kịp hỏi tên gia hỏa đó đã làm gì mình. Đáng ghét. Ai đang ở đó? Nữ nhân kia, người quả như là nhìn thấy ta. Là ma vật. Đây không phải là nơi ngươi nên ở, mau biến đi. Không thì đừng trách ta đấy. Khẩu khí cũng lớn quá nhỉ. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đi, đỡ phải thiệt mạng đấy.
Đô A, một kẻ phàm trần hèn mọn vậy mà lại muốn đả thương ta. Là ai phát động chuyện của ta? Đó là... Bộ không thấy mấy viên đá đó sao? Đứng ở đó làm gì mà không chịu tránh? Nàng sẽ bị thương đó biết không? Ngoan ngoãn đứng cạnh bổn vương, bổn vương sẽ bảo vệ nàng. Là kẻ nào núp ở đó thế? Mau cút ra đây cho ta. Xem ra hắn không biết thân phận của mình. Ta sắp gặp được đại công rồi. Nguy hiểm lắm, mau tới cạnh ta. Kẻ này ngài không diệt được đâu, mau tránh đi đừng cản ta. Đằng sau. Ngài không sao chứ? Vì sao người này đỡ cho ta? Không cần quản ta đâu. Bởi vì nàng là vương phi của ta. Đáng ghét. Rốt cuộc là kẻ nào? Chuyện ở đây cứ giao cho ta. Ngươi nhanh đi đi. Anh hùng của mỹ nhân thật là cảm động nha. Vậy thì để ta tiễn các ngươi về Tây Thiên đi. Tán. Không thể tin được, nữ nhân này thế mà lại cản được yêu khí của ta. Yêu vật đáng ghét, để bà nội đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Rốt cuộc là vật gì ở đó vậy? Đáng ghét. Ngươi đánh không lại ta đâu. Ai nói ta muốn đánh ngươi chứ? Cẩn thận. Đến đây nào. Các bạn đang xem phim trên Nhân TV HD. Đây là xong đời rồi. Nó là thứ gì? Lẽ nào là cái nhẫn mà Như Bị Đồng đã nói? Cái nhẫn này ở đâu ra vậy? Ngươi vừa rồi nàng không bị thương chứ? Ta không sao. Ngươi đây là bổn vương không sao, không cần lo lắng. Nàng không bị thương chứ? Rõ ràng là chính mình bị thương lại chỉ quan tâm ta. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Người đến thật đúng lúc, mau giúp ta đưa hắn vào trong. Người này có chút cảm giác thật quen thuộc. Phải mau chóng đắp thuốc cầm máu vết thương cho hắn mới được. Không hề có máu, chúng ta phải làm sao đây? Hắn là về cung không có bị thương, không thể lãng phí thời gian. Dừng tay. Lão gia gia, người ngăn cản chúng tôi rút cái này ra là có lý do gì? Để lão phu đến xem thương thế hắn đã. Biến mất thôi.
Được rồi, tiếp theo đây chỉ là vết thương bình thường. Phối hợp dùng dược cao lão phu nghiên cứu đến sẹo cũng không còn. Đa tạ hạnh phụ tiên nhân. Bây giờ chắc như sao rồi? Giữa ban ngày ban mặt lại có yêu ma tập kích. Đúng rồi, ta nhìn thấy cái nhẫn đi muốn tìm trên tay hắn đấy. Ta lại chẳng nhìn thấy cái nhẫn nào cả. Này, đi nghe ta nói hết đã. Sau khi yêu quái biến mất, cái nhẫn đó cũng từ từ biến mất theo. Cái nhẫn không hề biến mất. Chỉ khi nào hắn gặp nguy hiểm, cái nhẫn mới xuất hiện thôi. Hoàn thành nhiệm vụ xong, nó sẽ ẩn đi trên tay hắn đấy. Tỉnh rồi sao? Nước. Được rồi. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Vết thương có đau không? Không đau. Xem ra dược cao của hành thủ thiên nhân rất tốt. Vậy là tốt rồi, ngươi không sao, ta cũng yên tâm. Thật là ngoài ý muốn. Ai phi đây là đang quan tâm bổn vương. Đúng, đúng thế, chắc ta hại ngươi, thật xin lỗi. Chỉ vì vậy thôi sao? Đúng thế. Không thì ngươi muốn thế nào, muốn ta làm gì? Thôi không được thì thôi vậy. Tức giận rồi tại sao chứ? Cái đó ta đi tìm đại phu xem bệnh cho ngươi nhé. Chờ chút. Mấy thứ này là gì vậy? Ngươi chỉ cái gì? Chính là bọn họ đó. Ngươi nhìn thấy bọn họ à? Ngươi còn có khả năng nhìn thấy yêu quái sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy đấy. Chính là vào thời điểm cái nhẫn biến mất, thứ tấn công chúng ta sọt cái liền biến mất. Bổn vương đã nhìn thấy nó. Ngươi thật sự lần đầu tiên thấy ư? Trong ngươi không hề kinh ngạc và sợ hãi thế hả? Nàng nhìn thấy những thứ này sẽ thấy sợ hãi sao? Đùa gì vậy chứ? Ta làm sao phải sợ? Ta có rất nhiều bạn tốt và yêu quái đó. Họ không chỉ đối xử tốt với ta còn rất vui. Sao mà phải sợ chứ? Vị này là hoa y tiểu mỹ. Bụng hoa cơ tử lan là mượn ấy tặng ta. Còn nữa, là một thanh làm phép giúp ta quét dọn vương phủ. Đây là lão gia gia ở cây nhân hạnh, vừa nhờ người ấy cứu ngươi. Đây là chim ma đậu ở thanh nuôi cát gây chuyện. Đây là ma linh như mễ đòn. Hóa ra hạt đậu phừng và ngạo nếp tròn là chỉ hai ngươi. Ta từng nhắc tới họ với ngươi à? Kẻ công kích nàng thì sao? Ta không hề biết hắn. Chính vì năng lực này, ta mới bị đưa đến Linh Vân Sơn. Kể từ đó, ta luôn ở tại Linh Vân Sơn. Thật là, sao ta lại nói với ngươi những chuyện này chứ? Đúng rồi. Như mấy đòn, không phải trước kia ngươi không thể tới gần hắn sao? Sao bây giờ có thể? Đúng nha. Đó là bởi vì kết giới ma vật thủy tinh trên chiếc nhẫn ngăn cản một yêu quái đến gần đã bị các ngươi phá vỡ rồi. Ma vật thủy tinh. Kết giới. Bởi vậy hắn cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Kết giới bị phá vỡ. Thế thì đây chính là lý do vì sao tất cả yêu ma đều có thể lại gần hắn. Không sai. Nhưng vì sao yêu ma phải tới gần hắn chứ? Và lại là ai đã tạo ra kết giới bảo vệ ngươi? Nếu đã vậy về sao ta sẽ bảo vệ ngươi vậy? Yên tâm, ta cũng sẽ góp sức cùng ngươi bảo vệ quân gia. Phim được thuyết minh bởi TV2.org. Đã lành lại rồi. Đây không tiện hả? Hả?
Ngươi làm cái gì vậy? Sao thế? Làm lộn gì vậy chứ? Bỏ đi, hắn vì ta mới bị thương sao có thể không quan tâm hắn được chứ? Rốt cuộc đến lúc nào mới tỉnh chứ? Thật là... Từ từ vừa rồi hắn. Ngươi tỉnh lại lúc nào thế? Được một lát rồi. Vậy có thể bỏ tay ra được không? Tin hay không tin ta... Không cắn sao? Rất khó xuống miệng đó. Có rồi. Ngươi là nam nhân à? Làm sao ta lại mạnh mạnh hơn cả nữ nhân chứ hả? Đáng ghét. Bản lệnh đã dùng hết cả rồi, vậy thì ngoan ngoãn ở lại cho bổn vương. Đừng có nghĩ ngươi bị thương là ta không dám làm gì ngươi nhé. Được thôi, bổn vương không ngại. Nàng muốn làm gì? Mở cửa, tao muốn gặp quân gia. Sợ mỹ nhân, quân gia đã phân phó không được để ai đến làm phiền người. Tô Dung, ta còn chưa hỏi tội ngươi. Quân gia bị thương việc lớn như vậy, tại sao không bẩm báo? Đây, ngươi vẫn còn tiếp tục ngăn cản, còn đặt ta vào trong mắt hay không hả? Nhưng ngài vẫn đừng nên đi vào, quân gia sẽ trách tội nô tỳ đấy. Cút ra cho ta. Sở mỹ nhân, là ngươi, tránh ra cho ta. Quân gia, là ai cho phép ngươi đi vào? Thiếp thân nghe nói người bị thương liền thấy lo lắng cho người, vì vậy mới không đợi được liền mà tự ý đi vào. Hỗn xược, ngươi lại dám tranh chấp với vương phi trước mặt bổn vương sao? Ngươi biết tội chưa hả? Nữ nhân đó đáng ghét. Cho dù quân gia muốn trừng phạt thiếp thân vẫn muốn tới hầu hạ ngài. Lui ra, nhưng thiếp thân cần phải hầu hạ người ạ. Không cần, có vương phi ở đây là được. Vâng ạ. Thiếp thân cáo lui. Tô Dung, có nô tỳ. Vương phi đâu? Hồi bẩm vương gia, vương phi thấy vương gia đã có người hầu hạ, liền nói muốn trở về nghỉ ngơi một lát. Nữ nhân kia thật là ngu xuẩn. Chủ tử, người không sao chứ ạ? Không sao. Quân gia đã uống thuốc cho chính người tự sát chưa ạ? Không có. Khi ta tới, nữ nhân đáng chết kia đang ở đó. Trước kia rõ ràng quân gia để ta ở bên cạnh hầu hạ người. Ngài đến sùng đức điện thì không cho phép ta lại gần nữa. Nhất định là do nữ nhân kia dùng yêu pháp gì đó. Ta phải nhắc nhở quân gia mới được. Người nói không hề sai ạ. Lần trước hoa viên đã bị vả miệng, lần này là cây bịch quả cổ kia, là công việc quân gia bị thương. Bọn hạ nhân đều nói đó là do phân phi dùng yêu pháp. Quả nhiên là vậy. Trước đây người dặn dò nô tỳ nghe ngóng vị mỹ hải đạo trường kia, nhanh chóng mời ông ta đến quân phủ làm pháp sư. Bao nhiêu tiền cũng được. Vâng, nô tỳ hiểu rồi ạ. Quay lại, thuận tiện nói chuyện này cho mấy vị kia, để bọn họ cùng nhau tới náo một trận.
Vâng chủ tử. Các bạn đang xem phim trên Nhân TV HD. Mi Hải đạo trưởng đâu? Xin sự mỹ nhân đừng quá lo lắng, sư phụ đang tu luyện tuyệt kỹ, một lát nữa sẽ tới ạ. Hắn coi giải vong phủ là nơi nào? Ít phí lời đi, còn không xuất hiện sẽ giam bắt ngươi đấy. Xin phu nhân bớt giận, tiểu đạo lập tức đi mời đạo trưởng. Không cần. Sư phụ người đến rồi. Bần đạo đến muộn, mong phu nhân thứ tội. Mở cửa, mở cửa, đừng có trốn ở bên trong. Đây là... Nô tỳ xin lo tiện tiền này ra. Vâng. Sở mỹ nhân, nô tỳ đã phạm phải lỗi lầm gì? Đi mà hỏi chủ tử ngươi ấy. Nhung mỹ đồ mới buông ta ra. Ta không buông. Vương Phi, đem người tới bên cạnh Vương Gia xem ngươi chạy thế nào. Ta đi ngủ một giấc đây. Vương Gia không có ở đây. Nô tỳ không biết. Chỉ vừa biết sáng sớm Vương Gia đã tiến cung rồi ạ. Tôi cô, vậy ta quay về Thanh Lô Cát một chuyến nhé. Pháp khí đã chuẩn bị rồi, mời đạo trưởng. Quả nhiên có yêu khí rất nặng. Vậy thì phiền lão đạo trưởng đem lũ yêu quái trừ sạch tận gốc đi. Bần đạo có thể tạo một trận đồ cướp lấy yêu pháp của chúng. Chỉ cần yêu quái bước vào thì sẽ không còn mạng. Cái gì? Đạo trưởng, ở đây không hề có yêu quái, ngài nhất định đã nhầm lẫn rồi. Hỗn sự, sư phụ chính là đạo trưởng trừ yêu nổi tiếng kinh thành, sao có thể nhầm lẫn. Tự mỹ nhân xin người nhân dừng tay lại, ở đây thật sự không có yêu quái mà. Có hay không có yêu quái, đạo trưởng tự biết định đoạt. Có cần đi dảo biện không? Chu trúc, tả miệng thật mạnh cho ta. Vâng ạ. Xem ngươi còn dám hỗn láo nữa không? Dám bắt nạt cứ như tỷ tỷ. Đây là cái gì? Đạo trưởng cứu mạng. Tan biến. Ngươi là tên đạo sĩ đáng chết nào, mau cút đi. Tiểu yêu tật nham không biết mồm miệng, nhưng ngươi còn không mau biến đi. Không biết siết mạng ư? Cho ngươi biết sự lợi hại của bọn tiểu yêu tật nham. Ở đây liền giao cho ngươi, ta phải đi làm pháp trần. Có điểm tâm ngon như vậy, bọn họ nhất định sẽ rất vui đây. Tôi cô bà nhất định sẽ đi theo ba sao? Vương gia phân phó nô tỳ trước trực hồng hạ vương phi ạ. Quỷ thần ở đây, đừng mơ chạy. Chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Oh.
Đây, các cô đang làm gì ở Thanh Đô Cát hả? Hóa ra tỷ tỷ quay lại. Sao lại là cô nữa? Tỷ tỷ không biết Thanh Đô Cát này có yêu quái đấy. Mùi mùi đặc biệt mùi một đạo trưởng đến đây làm phép. Làm gì có yêu quái? Ta thấy người mới là yêu quái đấy. Muốn thu thập yêu quái vậy thì thu thập chính mình đi. Lập tức đem người rời khỏi đây. Ngươi. Chim ở đâu? Vân Hà đại nhân. Tước Nhi, đứng lên, đại tiểu thư. Đây là điều do ngươi làm sao? Tỷ tỷ không cần khách khí, dọn dẹp vương phủ, quản lý hạ nhân đều là bổn phận của muội muội. Trời ạ, nha đầu này, ngươi dám đánh ta ư? Ta không chỉ dám đánh ngươi, ta còn muốn đánh ngươi 100 vạn cái. Ngươi thiện nhân này, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào ta là phi, ngươi là thiết. Thiên đường thiết minh bởi TV 2.0 ORG. Không tốt rồi, trận pháp của đạo trưởng đã hoàn thành rồi. Phá. Không thể động đậy. Được, được lắm. Có mấy phần đậu hạnh. Vương gia, sợ mấy nhà bọn họ đem theo đạo trưởng đến Thanh Đô Cát không biết muốn làm gì ạ? Lưu Bị lo lắng Vương Phi. Đạo sĩ thôi, trận pháp của ngươi bây giờ hỏng cả rồi. Mau cút khỏi đây. Có tư chất, ta thật sự muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Ta cả đời này chỉ có một sư phụ, ngươi có nằm mơ cũng đừng nên nghĩ như vậy. Ngươi buông ta ra. Hôm nay ngươi không làm cũng phải làm. Mình là kẻ nào? Trả lời bổn vương. Hiểu lầm thôi ạ. Tiếp thân chỉ mời vị đạo sĩ này đến làm phép, bảo vệ vương phủ bình an. Nàng và hắn có chuyện gì? Vì sao hắn muốn mang nàng đi? Hắn nói muốn thu ta làm đồ đệ. Được rồi, ngươi làm gì thế? Trừ bổn vương ra, bất cứ nam nhân nào dám lại gần nàng đều phải chết. Không ổn rồi, không ổn rồi. Đi. Vâng sư phụ. Tước Nhi, mặt của em. Em không sao đâu ạ. Thanh Đô Cát luôn có quỷ nháo. Tiếp thân chỉ muốn việc vương phủ trừ xuôi giải hạn thôi ạ. Xin vương gia lập tức cút cho bổn vương. Kẻ nào dám lại gần Thanh Đô Cát một bước, bổn vương liền giết kẻ đó. Tiếp thân lập tức liền cút ạ. Mau chạy đi. Đại tiểu thư, bây giờ phải làm sao? Ta đi tìm lão gia gia ở Tây Ngân Hạnh, xin ngài trị thương cho chim ma đậu. Như Mỹ Đồ cái tên đáng chết này, tới thời điểm quan trọng lại không thấy đâu. Đại tiểu thư, vết thương của em đã hết rồi. Hai đứa đều không sao. Chim ma đậu thì cần thời gian nghỉ ngơi. Cảm ơn ngài lão gia gia, không sao.
Ngươi chạy đi đâu thế hả? Khi mà đầu xích nữa thì bị hại chết đấy. Ngươi phát điên cái gì? Ta chỉ đi ngủ thôi mà. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi muốn làm cái gì? Thả ta xuống. Ta nói thả ta xuống. Có chuyện muốn nói với nàng. Không muốn bị đánh mông thì ngoan ngoãn cho bổn vương. Ngươi, ngươi làm cái gì thế? Hôm nay nếu như bổn vương đến chậm một bước, nàng liền bị lão đạo sĩ đưa đi rồi. Đùa gì chứ? Một lão đạo sĩ thôi sao có thể đem ta đi được? Hắn đang lo lắng cho ta sao? Nghe rõ đây, bổn vương nhất định sẽ bảo vệ nàng. Bổn vương hứa với nàng, tuyệt đối không để xảy ra loại chuyện như hôm nay nữa. Nàng là vương phi của ta, chỉ có ta mới được thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Trừ bổn vương ra, vương phi không cho phép nam nhân khác có bất cứ quan hệ gì. Trước khi đến rồi, ngươi mau đứng dậy. Đến rồi thì đến rồi, nhìn thấy ta thì có sao? Đứng dậy đi. Vương gia phải nghỉ ngơi rồi, chúng ta đi. Thì thôi. Cái này đặt ở đâu? Bên này, ngươi chậm chút lấy cho ta. Dung mẹ đầu, mỗi sáng sớm đi nắm cái gì thế? Thiên Vân Hề, mỗi sáng sớm người kêu cái quỷ gì? Đến nhanh chút, vương gia. Trong khu phòng vẫn còn mười mấy chiếc bàn đu. Lấy hết ra đây, trèo lên cho vương phi. Nhưng mà vương gia, cây trong thanh lô cá không đủ để treo ạ. Vậy thì trồng thêm cho bổn vương. Cái này đằng sau hậu viên có mấy cây đại thụ, mau chóng đào lên chuyển qua đây. Vâng ạ. Mau bảo bọn họ dừng lại. Tiểu thư, người mau xem. Ngươi có ý gì? Từ ngày hôm nay bổn vương sẽ đến ở đây. Vương gia đến ở, tốt quá. Không sai, ngủ rất ngon. Bổn vương muốn chuyển tới thanh nô cát làm bạn với ái phi. Mọi chuyện làm đến đâu rồi? Bẩm chủ nhân, thủ hạ đã phát hiện ra dấu vết của chiếc nhẫn rồi. Rất tốt.